chương 3601, luyện cổ luyện người còn luyện trời một, cũng không phải như vậy, thật ra. Cự Dương Tiên Tôn rất vui vẻ nhìn thấy Tinh Túc Tiên Tôn ra ngoài, cứ nhất, thành quả vĩnh sinh còn cần một khoảng thời gian ấp ủ, ông ta đã lưu lại thủ đoạn giám sát bên trong đại trận phong ma. Chấn vận thiên cung. Thứ hai, khi đó phong ma quật ba bên tranh bá, mọi trừ thiên đình của đại thế giới thanh liên. Trường sinh thiên của đại thế giới man hoang, còn có nhạc thổ của đại thế giới hoàng thổ, kết quả lần đánh cờ này, tinh túc tiên tôn đã khiến cho nhạc thổ phục sinh sớm chỉ có tu vi á tiên tôn nhạc thổ tiến vào sinh tử môn cử dương tiên tôn cũng không sử dụng át chủ bài cuối cùng đã thoát khỏi nơi này mặc dù không cứu được u hồn ma tôn nhưng đã liên thủ với nhạc thổ oanh phương nguyên phản kích sát chiêu cự dương tiên tôn bị phá lại bị đánh lui cử dương tiên tôn khẽ kêu lên thành tiếng nhà thổ bị ép trùng sinh sớm cũng là điều mà phương nguyên ngươi muốn nhìn thấy thật sự là diễn rất giỏi diễn rất hay sau khi rời khỏi sinh tử môn ta lại trúng thủ đoạn của tần đỉnh lăng rơi vào hạ phong khi cần ngươi bỏ lực kết quả lại bị tinh túc tiên tôn vây khốn ngươi chính là cố ý trúng chiêu cố ý để phân thân khí hải lão tổ phát động hồ ngang như vậy khí hải lão tổ sẽ bị trói buộc chiến bộ độ cũng không đi được ngươi sẽ quang minh chính đại ngồi nhìn chúng ta tiêu hao lẫn nhau cử dương tiên tôn nghiến răng nghiến lợi đói lúc đó ông ta vẫn còn trong cơ thể tiên cương bị tinh túc tiên tôn chèn ép bị đạo thiên ma tôn tính toán căn cơ hệ thống chiến đấu bị đào móc mặc dù tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không khiến cự dương tiên tôn bối rối bởi vì trong tay ông từ đầu đến cuối vẫn còn lá bài tẩy trong tay cự dương tiên tôn kiềm chế không phát chính là muốn nhìn thêm nhiều lá bài tẩy của người khác hơn kết quả nhạc thổ đã ra tay nhạc thổ không trực tiếp công kích tinh túc tiên tôn mà thử hỗ trợ cự dương tiên tôn sau khi thất bại đã quay sang giải cứu phương nguyên có thể thấy được tâm tư của nhạc thổ cũng rất khó lường nhưng sau khi phương nguyên được cứu ra ngoài chết sống vẫn không trợ giúp cự dương tiên tôn mà quay sang giết tần đỉnh lang dâu dìa kể từ đó cự dương tiên tôn không thể không lấy át chủ bài huyết đạo của mình ra hoàn toàn phục sinh phương nguyên giết tần đỉnh lang thành công nhưng công phu như vậy làm sao mà giấu giếm được cự dương tiên tôn trong lòng ông rất sáng suốt bộc lộ ra thực lực lập tức từ bỏ lập trường trước đó ngược lại liên thủ với tinh túc tiên tôn đối phó phương nguyên phương nguyên vì thế mà bị song tôn hợp kích không thể không tiêu hao song nghịch lưu nhưng cuối cùng vẫn trùng chiêu như cũ tiên khiếu chi tôn gặp tai kiếp chờ một chút cử dương tiên tôn nghĩ đến đây bỗng ngầm nhẹ một tiếng chính là lúc đó chính là lúc đó ngươi thử dịp tiên khiếu mình trúng chiêu khí tức lẫn lộn ngươi thử cơ đột phá thiên đạo phong tỏa cộng thêm tai kiếp mạn thiên quá hải cuối cùng độ kiếp thành công trở thành tôn giả cử dương tiên tôn rốt cuộc đã hiểu ra lúc đó ông cho rằng mình đã kế điều tra được khí vận phương nguyên suy sụp cùng với khí tức tai kiếp tất ra mà không nghĩ rằng phương nguyên đã âm thầm lợi dụng điều này xung kích phong tỏa thiên đạo đột phá càng lớn hơn chỉ dựa vào thủ đoạn của cựu dương tiên tôn tuyệt không khiến cho bên trong tiên khiếu trí tôn của phương nguyên sinh ra hắc hỏa hắc hỏa chính là đại nạn hỗn độn lưu lại phương nguyên không nói vẫn hung hãn công sát đến cử dương tiên tôn khó khăn ngăn cản tông nhìn chằm chằm phương nguyên nói tiếp ngươi chính là như vậy trở thành tôn giả dưới mắt chúng ta ta vốn cho rằng ngươi không tinh thông thu liễm khí tức nhưng không nghĩ đến tạo nghệ của ngươi ở phương diện này kinh người vẫn luôn che giấu khí tức tu vi ngươi lại dám gạt ta gạt luôn cả tinh túc tiên tôn không nhà thổ cũng bị ngươi lừa cái tên đại lừa và phương nguyên lừa vạt đến cuối cùng các tôn giả đều bị hắn lừa xoay quanh lục úy nhân thẩm thương nhìn nhau trong lòng tràn đầy kinh hãi tôn giả giao phong càng lúc càng kịch liệt dần dần thi triển toàn lực bọn họ không lẫn vào được thân thân khí hải lão tổ cũng bị ép đến biên giới hư không nhìn phương nguyên đa chiếm thượng phong cảm xúc của lục úy nhân và thẩm thương đều rất phức tạp một mạc họ chấn kinh bồi phục phương nguyên dù sao phương nguyên đột phá thành công trở thành tôn giả thậm chí còn chèn ép hai vị tôn giả vĩ đại được ghi tên sử sách nhưng mặt khác lục úy nhân và thầm thương lại rất phẫn nộ hai người bọn họ có mối liên quan chặt chẽ với nhạc thổ cái chết của nhạc thổ hơn phân nửa là chết dưới âm mưu của phương nguyên nhà thổ cuối cùng không thể không bại lộ bí mật tông có thể hấp thu phù băng sự thật tăng trưởng tu vi của mình phương nguyên cố ý giao dịch với nhạc thổ đồng thời còn lớn tiếng đến như vậy chính là kích thích hai vị tôn giả tranh thủ thời gian toàn lực ra tay với nhạc thổ kết quả hai tôn ra sức ngược lại trợ giúp phương nguyên khiến cho hắn ra tay thành công giết chết nhạc thổ gian trá âm hiểm ác độc những từ này thay phiên nhau lưu truyền trong lòng thầm thương lục úy nhân tổng ẩm kim hà lùi bước tinh quang ảm đạm danh tiếng phương nguyên vô lượng khí thôn vạn dạng tinh túc tiên tôn cử dương tiên tôn tràn đầy đắng chát trong lòng bọn họ đối bính đến giờ tiêu hao rất nhiều từng át chủ bài đều lộ ra ngoài ánh sáng thương thấy trên người bọn họ còn chưa kịp trị liệu trái lại phương nguyên vẫn luôn kiềm chế không phát tần giấu thực lực tâm tư quá thâm trầm oanh ba tôn lại đối hám lần nữa phương nguyên lại cao hơn một chút chương ba nghìn sáu trăm linh hai luyện cổ luyện người còn luyện trời hai hai tôn bại lui cùng nhau thổ huyết Thương thế càng đậm hơn phương nguyên một thân tiết bào. tóc xanh tung bay tung hoành chiến trường khí đóng sơn hà hắn vẫn luôn chiếm thượng phong địa chật ngâm tuổi nhỏ đã biết sự thế gian một đường hàng phong thân như dây đàn. Bệnh hải chìm nổi khách độc hành, thiên ma vạn kích tâm gang, lo lắng hết lòng đúc thành kiếm, hôm nay kiếm chỉ trồng mây, luyện cổ luyện người còn luyện trời, thế công phương nguyên giống như kinh đào hải lãng, ba phủ chiến trường lan rộng, bao trùng bát cực càn khôn, cừ dương tiên tôn. Tinh túc tiên tôn không thể ngăn cản, liên tiếp bại lui. Phương Nguyên đưa tay chộp một cái, bay đến khối phù băng sự thật sau cùng, nằm mơ đi, tinh túc tiên tôn hừ lạnh một tiếng, và phút cuối cùng không thể không ném ra sinh tử môn sinh tử môn bỗng nhiên bộc phát một lực hút cử dương tiên tôn đồng thời ra tay sát chiêu anh đến người phương nguyên phương nguyên bởi vì muốn thu lấy phù băng sự thật mà lộ ra sơ hở bị hai tôn hợp tác đánh vào bên trong sinh tử môn chiến thuật thành công hai tôn đối mặt đều toát ra sự vui mừng nhưng sau một khắc núi đã hồn cúc là phách sông nghịch lưu sát chiêu lấy ba bí cảnh thiên địa làm hạch tâm đã được phương nguyên thôi động ra một sinh lộ đột nhiên thành hình từ trong sinh tử môn kéo dài ra phương nguyên trong giây lát xuyên qua chiến trường bỏ lại u hồn ma tôn đang phẫn nộ bên trong sinh tử môn hai tôn trố mắt mí mắt cự dương tiên tôn run lên tông đã từng bị nhốt bên trong sinh tử môn vẫn luôn chờ mong phương nguyên nghĩ ra sát chiêu phương nguyên vẫn luôn từ chối gương mặt tràn ngập khó xử cuối cùng tuyên bố suy tính thất bại nhưng bây giờ cử dương tiên tôn nhìn phương nguyên thi triển chiêu này rất thành thạo rõ ràng là hắn đã sớm luyện tập nhiều lần trước trận chiến phong ma quật phương nguyên đã nghĩ ra được chiêu này nhưng hắn vẫn qua loa lửa gạt đám người cử dương tiên tôn nhìn thấy sinh tử môn không vây khốn được phương nguyên tinh túc tiên tôn nhẹ giọng thở dài sau một khắc sinh tử môn mở rộng u hồn ma tôn nhảy ra tâm trạng của u hồn ma tôn vẫn nóng nảy như cũ thần trí hỗn loạn không ra tay với tinh túc tiên tôn mà là tấn công cự dư tiên tôn và phương nguyên tinh túc tiên tôn thử cơ muốn cướp lấy khối phù bang sự thật cảnh tượng một lần nữa trở nên hỗn loạn sát chiêu tiền đạo ấn lạc phách đã hồn một kích của phương nguyên đánh rẽ hơn ngàn cánh tay của u hồn ma tôn sau khi phương nguyên thành tôn đổ tai kiếp hắc hỏa đào ngân cũng áp đảo u hồn ma tôn phương nguyên gào lên một tiếng thừa thắng xông lên rốt cuộc đoạt được khối phù băng sự thật cuối cùng tinh túc ta đã cố hết sức rồi bỗng nhiên bên trong u hồn ma tôn truyền ra tiếng thở dài của thái nhật dương mãng sau đó ánh mắt u hồn ma tôn đột nhiên thay đổi trở nên minh mông hơn tiếng gào của ông ta cũng im bặt bỏ qua phương nguyên cửu dương tiên tôn mặt không thay đổi phóng đến chỗ lỗng thùng oanh một tiếng vang thật lớn Cô hồn ma tôn đã dùng cơ thể mình ngăn lại lỗ thủng Côn tiên ngạc nhiên toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh đây là một thảo nguyên vô danh thổ những cằn cỗi bãi cỏ hoang vu phần lớn là cỏ dại khô héo bồi trời tối tăm mờ mịt không thấy ánh nắng phong quét qua gương mặt trung tiên nơi này đang tập trung hơn người vị cổ tiên Tư điểm ánh mắt của chúng cổ tiên chỉ tập trung trên người hai người một vị nam tiên mặc ra bào hoàng hạc bản thổ bắc nguyên đai lưng thô to màu đỏ đen chân đi đôi ủng da đen nhánh áo da bảo cũng không che đậy được thân hình cân đối hoài khoắn của hắn ta về phần gương mặt cũng không phải siêu quần bà tụy ngược lại còn có vẻ bình thường nhưng không có cổ tiên nào ở đây là không chú ý đến hắn ta bởi vì hắn ta họ sở tiên độ hắn ta là bá tiên rằng co với hắn ta là một vị nữ tiên vị nữ tiên này mặc áo giáp hắc kim đeo mặt nạ che nửa gương mặt che khuất mũi nghiệp chỉ lộ ra nửa phần bên trên may kiếm nhập tấn ánh mắt sáng ngời khi khái hào hùng nàng chính là người thanh danh đang lên cao trong giới cổ tiên bắc nguyên một đường khiếu chiến các đại cường giả không một lần bại hắc nguyệt tiên tử về phần thân phận thật sự của nàng là hắc lâu lan rất ít cổ tiên biết được cách đây không lâu hắc lâu lan đánh bại nhân vật thất truyền nổi danh của lưu gia lưu trường liên chủ động khiêu chiến sở độ sở độ không lùi bước trực tiếp đồng ý ngay tin tức ước chiến vừa truyền ra liên khiêu động thần kinh nhạy cảm của chư tiên bắc nguyên chịu đủ chú ý lúc này chính là lúc hai vị cổ tiên đối chiến sở độ ngươi rốt cuộc cũng đã đến chiến ý như lửa cháy hừng hực trong mắt hắc lâu lan giao phong lực đạo trận chiến này ta chờ mong đã lâu sở độ vui vẻ trả lời mặc kệ hôm nay kết cục như thế nào ta cũng muốn mời tiên tử đến sở ra làm khách giao lưu tâm đắc tu hành lực đạo hắc lâu lan hừ lạnh một tiếng sở độ ta đã nghe qua đại danh của ngươi như ngươi muốn luận bàn giao lưu vậy thì phải xem ngươi có tư cách hay không đến đánh đi sở độ mỉm cười mời hắc lâu lan không khách sáo nữa thân hình như điện bỗng nhiên bay vụt lên bay vào trong tầng mây vù 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 từng bóng người bỗng nhiên từ trong tầng mây bắn xuống giống như sao bang nhắm thẳng sửa độ sửa độ ngửa đầu nhìn nhìn thấy tình huống này lập tức thối lui về phía sau tốc độ của hắn ta càng lúc càng nhanh nhanh chóng kéo dài khoảng cách thôi động sát chiêu song trường đầy lên ầm ầm một sức mạnh bành trướng phun ra ngoài khí lãng cuồn cuộn hư ảnh lực đạo hắc lâu lan dưới thế công của sửa độ vỡ nát như bọt biển chương ba nghìn sở độ hắc lâu lan sở độ lại phát trưởng lập tức dọn dẹp mây đen trên đỉnh đầu, lộ ra người dạng trời trong, ánh nắng sáng chói chiếu xuống. hắc lâu lan chui vào trong tầng mây trước đó cũng vì thế mà lộ ra ánh sáng. gương mặt hắc lâu lan nghiêm lại, mượn nhiều mây đen che giấu, sát chiêu của nàng cũng ấp ủ hoàn tất. sau một khắc, hai tay nàng nhập lại thành quyền, dưa cao lên đỉnh đầu, chiếu chuẩn sở độ bên dưới hung hăng nện xuống. một tiếng lôi đỉnh nổ vang, không khí vận vạo, quyền ảnh gần như trong nháy mắt oanh đến trước mặt sở độ. sở độ nâng hai tay lên trực tiếp chống đỡ. Tầm một tiếng vang thật lớn, hắn ta bị đánh lui trên trăm bước, nhưng sở độ rất nhanh dừng ở không trung, cánh tay duôn lên, từ trên ống tay láo được một rơi xuống một lớp cho bụi, lông tóc không thương, hắc lâu lan không chút cảm thấy ngoài ý muốn, thế công tiếp theo giống như gió táp mưa rào, liên miên bất tuyệt, sở độ lần lượt chống đỡ, đồng thời còn tiến hành phản công, hai bên từ đầu đến cuối vẫn cách một khoảng cách, oanh kích lẫn nhau, thanh thê chấn động thiên địa quần tiên quan chiến đều nhìn hai người không chớp mắt đặc sắc không nghĩ đến cổ tiên lực đạo cũng có thủ đoạn viễn chiến như thế trước mắt xen ra hắc nguyệt tiên tử vào sở độ bất phân cao thấp hồ vẫn còn sớm lắm cừ lão ngũ hừ lạnh một tiếng cổ tiên lực đạo mạnh nhất chính là cận chiến hai người này đánh xa như vậy chỉ là thăm dò mà thôi sở độ vững vàng như núi hắc lâu lang thì cho thấy rất nhiều thủ đoạn viễn chiến tinh diệu sau mười hiệp hai bên bỗng nhiên công kích hung hăng va và chạm vào nhau một tiếng nổ vang chấn động trái tim quần hùng hai người đã thật sự giao thủ đây chính là cuộc chiến lực đạo hiếm thấy vô cùng ai có thể chiến thắng sợ rằng người đó chính là đệ nhất lực đạo năm vực cổ tiên năm vực tu hành lực đạo rất ít dù sao lực đạo cũng đã suy thoái đã không còn là khái niệm của năm sáu chục năm trước mà đã sớm suy thoái từ lâu trước khi hắc lâu lan xuất hiện sở độ được công nhận là cường giả lực đạo đương kim năm vực có thể được xem là nhân vật có tiếng hắc lâu lan bỗng nhiên xuất hiện lưu phái mà nàng chuyên tu khiến rất nhiều cổ tiên cảm thấy ngoài ý muốn không ý đến lực đạo lại xuất hiện một cường giả quái thai trước mặt bao người hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng Hóa phân thắng bại công thủ không ngừng chuyển đổi sức mạnh khổng lồ trồng chất bên trong mỗi kích mặc kệ là sửa độ hay là hắc lâu lan đều không cách nào lùi bước đều dồn sức đánh hung hăng đối hám cổ tiên lực đạo chiến đấu có thể nói là vô cùng đơn giản không hoa lệ yêu kiều giống như các lưu phái khác cổ tiên khác nhìn thấy trong lòng đều phát lạnh mặc dù lực đạo suy thoái nhưng cổ tiên lực đạo tuyệt đối không thể khinh thường nếu ta chiến đấu với sở độ hay hắc nguyệt tiên tử chỉ sợ kết cục sẽ rất đáng lo mỗi lần sở độ hắc lâu lan giao kích đều vang lên tiếng sấm nổ đánh cho không khí chung quanh vận vẹo khí lãng xoay tròn phong thanh không ngừng vang lên so sánh với viễn chiến lực đạo am hiểu cận chiến hơn cổ tiên tu hành lực đạo có thành tựu mỗi một quyền cước phổ thông đều mang tính uy hiếp đầy đủ tiêu thế cận chiến nằm ở chỗ tần suất công kích hắc lâu lan sở độ càng đánh càng nhanh cổ tiên quan chiến thay thế cho bất kỳ người nào cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh về sau đụng phải cổ tiên lực đạo ngăn vạn lần không được để bọn họ đến gần quyền cước quá mức tấp nập cứ như vậy hoàn toàn không dung được việc tấp ủ sát chiêu nhưng không có sát chiêu làm sao mà phòng ngự được quyền cước như bạo phong kia lại thêm 10 hiệp sở độ dần dần chiếm thượng phong mặc dù thực lực hắc lâu lan cường lại thủ đoạn phong phú nhưng kinh nghiệm tác chiến lại kém sở độ một bậc thời gian nàng tu hành còn kém sở độ rất xa sở độ chính là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú từng giờ từng phút tích hữu ưu thế sau đó thêm những ưu thế này vào, dần dần ép Hắc Lâu Lan vào thế hạ phong. Ngương mặt đám người Trần Thành, vô khuyết không khỏi nghiêm lại, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, nhất định phải mạo hiểm một lần, ánh mắt Hắc Lâu Lan giống như lưỡi đao. lấy lên rồi biến mất, nàng biết rõ, nếu không nghĩ ra cách thay đổi. Cứ như vậy mãi, người bại nhất định sẽ là nàng. Sau một khắc, Hắc Lâu Lan bỗng nhiên vào lên một tiếng, quyền ảnh tung bay giống như sóng to. Ép đến sở độ, sở độ giống như bờ biển đá ngầm, mặc cho sóng biển cường thế uy mãnh đến cỡ nào từ đầu đến cuối vẫn lùng lù bất động hắc lâu lan cũng không suy nghĩ thừa dịp sở độ chống đỡ liền lui nhanh cùng lúc đó nàng bắt đầu ấp ủ sát chiêu sở độ mỉm cười nhanh chóng tiến lên không được chân thanh nhìn thấy lập tức tiêu lên cổ tiên quan chiến nhìn thấy cảnh này lập tức hiểu ra sở độ đã sớm chờ đợi thời cơ sở độ bỗng nhiên bộc phát tốc độ kinh người nhanh chóng tiến đến gần hắc lâu lan hắc lâu lan bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại sát chiêu dùng quyền cước đối bính với sở độ ngăn cản thế công giả dích của đối phương nguyên nhân chính vì vậy nàng mạo muội ngừng ấp ủ sát chiêu sát chiêu thôi động thất bại dẫn đến phản phệ khiến hắc lâu lăn bị nội thương nghiêm trọng sở độ sáng tạo ra được chiến cơ liền cố gắng nắm lấy chiến cơ đánh cho hắc lâu lăn chỉ có thể chống đỡ sở độ hoàn toàn chiếm thượng phong một chàng hoan hô vang lên thanh đến từ đám nghĩa tử của sở độ còn có rất nhiều trưởng lão khách khanh của sở gia ồ oh, đừng cao hứng quá sớm hắc nguyệt tiên tử đại nhân còn chưa thi triển át chủ bài chương 3604, trận chiến này, người thán, ngột, cổ tiên ủng hộ hắc lâu lan đều rồng mặt, lớn tiếng phản bác, sát chưa đồ đằng, U đô lực bưu. sau một khắc, thân hình hắc lâu lan hơi chấn động một chút, tiếng hổ gầm vang lên, một con hổ lớn đe nhánh một chảo đánh bay sở độ, hai cánh con hổ đe nhánh du lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện đằng sau sở độ, sở độ vội vàng quay người chống đỡ. Mặc dù chịu được trọng kích của U Đô Lực Bưu một lần nữa, nhưng thân hình vẫn giống như đạn pháo, bị lực xung kích chấn động ngã xuống mặt đất, ra rồi, đây chính là thủ đoạn chiêu bài của Hắc Nguyệt Tiên Tử đại nhân, U Đô Lực Bưu. Có người phấn chấn la lên, mặt cửu lão ngũ lạnh lại, đây là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy, sát chiêu đồ đằng này không khỏi quá mức nhanh gọn, bình thường, nó sẽ lưu lại trên da. Khi cần dùng, chỉ cần suy nghĩ khẽ động một chút là có thể điều động. Đúng vậy, Hạo chấn cắn răng, nếu không phải chiêu này làm rối, Thái Thượng đại trưởng lão của chúng ta đã thắng rồi. Tốc độ U Đô Lực Bưu cực kỳ kinh người bản thân vô cùng khó chơi quan trọng hơn chính là sau khi hắc lâu lăn ổn định trận cước nàng vội vàng chi triển thủ đoạn trị liệu sau đó tập trung vào chiến đấu nàng và u đô lực bưu phối hợp rất ăn ý tả hữu giáp công tết sở độ rơi vào thế hạ phong sở độ chật vật vô cùng da bào trên người bị rách nát nhiều chỗ thể hiện phòng ngự thất bại khóe miệng hắn ra rất nhanh chảy máu thương thế trên người không ngừng nhiều hơn sắc mặt cổ tiên sở ra nghiêm lại từ tình huống này mà xem bọn họ không nhìn thấy hy vọng sở độ lật bản Udo lực bưu mang lại yêu thế quá lớn cho Hắc Lâu Lan, bại cho ta. Hắc Lâu Lan thử thế khẽ quát một tiếng, thi triển sát chiêu lực chiến bắt phương, sở độ bị mấy thân ảnh vây khốn, tạm thời phá vây không ra, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có bóng ma bao phủ xuống, là U đô lực bưu. Nó ha cái miệng rộng táp tới sở độ, nếu bị cắn trúng, sở độ không bảo mình thì cũng bị thương nặng, trong lúc nguy cấp, sở độ ngược lại cười lớn một tiếng, rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi, sau một khắc, cử thủ lực đạo bỗng nhiên xuất hiện, ra sức vùng một cái Udo lực bưu không kịp chuẩn bị bị đại thủ bắt lấy lao lên một tiếng muốn hợp lực kết quả chỉ rằng có một hô hấp cự thủ lực đạo đã hung hăng bắt lấy nó đập xuống đất oanh một tiếng vang thật lớn mặt đất run rẩy đất đá tung bay bụi mù nổi lên bốn phía sát chiêu tiền đạo chiến lực bốc hơi sở độ đột nhiên bộc phát khí thế cơ thể to lên hóa thành cự nhân cao ba trượng nửa người trên của hắn ta để trần làn ra phiếm hồng 58 ngàn lỗ chân lông trên người mở ra, vô số mồ hôi bốc lên thành hơi nước, bao phủ toàn thân của hắn ta, sát chiêu tiền đạo. Thiên địa hợp lực, sở độ duỗi tay ra. Sau đó song trường bộc một tiếng, chắp tay trước ngực, sau một khắc, chúng tiên kinh hồ, hắc lâu lan biến sắc, trong phạm vi ngàn dặm, tất cả đều bị một lồ sức mạnh vô hình bao trùm, trói buộc khiến các cổ tiên hành động rất khó khăn, giống như con mũi rơi xuống vũng dầu. Bị sát chiêu tiên đạo này ảnh hưởng, tốc độ u đô lực bưu giảm mạnh, trình độ uy hiếp đối với sở độ giảm xuống đáy cốc đây chính là sát chiêu chuẩn chiến trường hắc lâu lan nghiến răng một chiêu này nằm ngoài dự liệu của nàng ta vốn không muốn dùng đến rồi hắc lâu lan hừ lạnh sau đó thúc giục tiên cổ phí lực trong tinh khiếu tiên cổ thất truyền này là do triều sinh thiên âm thầm cung cấp cho nàng mài ra làng còn có một sát chiêu lấy tiên cổ phí lực làm hạch tâm có tên là thất phân phí lực tình thế nguy cấp hắc lâu lan lập tức thôi động một chiêu này thời điểm chiêu này ấp ù vô thanh vô tức nhưng khi bộc phát lại tấn mãnh phi phẳng sở độ có động tác tránh né nhưng lại tránh không thành công. Sau khi trúng chiêu, mỗi một động tác của hắn ta, thậm chí sát chiêu còn phí sức hơn trước đó rất nhiều, thừa dịp trạng thái sở độ đang giảm xuống, hắc lâu lan một lần nữa tấn công mạnh, cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn dây cấn, hai bên rằng co không xong, cổ tiên quan chiến vội vàng rút lui. Khi rời khỏi phạm vi thiên địa hợp lực, lúc này mới yên ổn mấy phần, tiếp tục quan chiến. Mặc kệ trận chiến này như thế nào, hai người bọn họ đều là nhân vật đỉnh phong thất truyền Bắc Nguyên, chiến lực khủng bố như vậy chỉ sợ hai người bọn họ đều có thể khởi xướng khiêu chiến cổ tiên bát chuyển sở độ hắc người trụ của lực đạo thiên hạ hôm nay không thể nghi ngờ chính là hai người bọn họ các cổ tiên cảm khái vạn phần trận chiến này tiến hành đến tận bây giờ mặc kệ là hắc lâu lan hay là sở độ cũng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục kỳ phùng địch thủ như vậy lại càng khiến cho chúng tiên hứng thú giạt rào với thắng bại sau cùng thoải mái thật sự thoải mái sở độ vẽ xương áo bằng ngúng máu nhưng lại cười ha hả chiến đấu như vậy khiến cho hắn ta vô cùng hưng phấn hắc lâu lan nhến răng không nói nàng đã bắt đầu rơi xuống hạ phong nguyên nhân vẫn nằm ở kinh nghiệm chiến đấu mỗi một xử lý nhỏ sở độ đều thắng hắc lâu lan một bậc từng chút một cộng lại đã ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc hắc lâu lan trăm phương nghìn kế muốn vãn hồi xu hướng suy tàn nhưng nàng càng vội ra tay sơ hở nhỏ lại càng nhiều khiến cho sở độ có thời cơ để lợi dụng hắn ta rõ ràng đã trúng sát chiêu thất vân phí lực của ta tại sao lại có sức chịu đựng như thế từ đầu đến cuối không thấy sở độ mệt mỏi. Hắc Lâu Lan không khỏi kinh nghi trong lòng. Chương 3605, trận chiến này, ngươi thắng. Hai, thực lực sở độ vô cùng thâm hậu, Hắc Lâu Lan đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không bắt được sở độ. Trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hiệu quả sát chiêu thất phân phí lực, khiến sở độ mệt mỏi. Nhưng sau 10 hiệp, không đợi sở độ mệt mỏi, Hắc Lâu Lan đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Hắc Lâu Lan âm trầm cắn răng, nàng không cam lòng thất bại. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần sau một khắc u đô lực bư lớn tiếng gào thét bổ nhào một cái nhào về phía hắc lâu lan hắc lâu lan không lùi mà tiến tới dung nhập vào bên trong cơ thể u đô lực bư giữa không trung một luồng hắc quang bùng lên cơ thể khổng lồ của u đô lực bư nhanh như chớp thu nhỏ lại hóa thành hình thái nửa người nửa thú dán vào mặt ngoài áo giáp của hắc lâu lan giống như sương mục, lại giống như huyễn ảnh đây là pháp mô sử dụng sắt chưa đồ đằng cao hơn một tầng cổ tiên và đồ đằng liên kết chặt chẽ chiến lược tăng vọt sở độ đại cho ta hắc long lăn hét lớn một tiếng cánh hổ sau lưng đập một cái trong nháy mắt đã đến trước mặt sở độ sở độ giơ hai tay thiết quyền hắc lâu lăn oanh đến sức mạnh khổng lồ bộc phát giống như tiếng sấm vang không khí chung quanh nổ tung sở độ không tự chủ được bay vụt ra ngoài hai chân sở độ đạp lên mặt đất nhanh chóng kéo ra một cái rãnh sâu trong khi hắn ta còn đang bay ngược hắc lâu lan bỗng nhiên xuất hiện trên không sở độ oanh lại thêm một lần trọng kích hắc lâu lan đã đánh sở độ xuống mặt đất rầm dầm giống hát lâu lan lơ lửng giữa không trung quyền ảnh giống như mưa to phủ xuống đại địa chân chiến khói lửa cuồn cuộn sức mạnh kinh khủng khiến rất nhiều cổ tiên sắc mặt trắng bật sở độ đại nhân nghĩa phủ cổ tiên sở ra hô to vô cùng lo lắng trạng thái hát lâu lan quá dũng mãnh lần như là tư thái nhìn ép khiến sở độ không có lực hoàn thủ. đủ rồi dừng tay đi hát nguyệt trong hố sâu truyền ra âm thanh sở độ giọng điệu khó khăn hát lâu lan cũng không để ý quyền ảnh như nước thủy triều Sở độ muốn nhận thua sao mua quảng phân trần nói không ổn trạng thái chủ thượng dường như không ổn trần thanh biến sắc nghe y nhắc nhở tất cả mọi người đều phát hiện ánh mắt hắc lâu lan giống như dã thú đã mất đi lý trí chỉ dựa vào bản năng giết chóc để điều khiển sát chiêu cổ tiên sở ra vui mừng quá độ còn có hy vọng quá tốt rồi chỉ cần thái thượng đại trưởng lão chịu đựng được là có thể thắng sát chiêu quá mạnh hắc người tiên tử thôi động sát chiêu thất bại làm không tốt bị phản phệ tính mạng sẽ khó giữ được nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên bay ra là sở độ nhưng động tác kế tiếp của sở độ lại nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người hắn ta cố gắng chống đỡ thế công cuồng bạo không để ý đến tính bệnh cưỡng ép tiếp cận hắc lâu lan cuối cùng một tay đặt lên vai nàng ta một lực chấn động phát ra hắc lâu lan và u đô lực bưu bỗng nhiên tách ra hắc lâu lan khôi phục lý trí con ngươi chợt co rụt lại nàng khiếp sợ phát hiện quyền trái của mình đã xuyên qua ngực phải sở độ còn sở độ lại thi triển thủ đoạn cứu nàng phòng ngừa nàng gặp phản phệ kinh khủng của sát chiêu vì sao trong nháy mắt hắc lâu lan rơi vào mơ hồ trong khoảnh khắc này hung tính của u đô lực bưu không giảm xuất hiện sau lưng sửa độ. muốn cắn hắn ta một cái dừng tay hắc lâu lan kêu to trong lòng suy nghĩ bộc phát muốn ngăn cản u đô lực bưu tình huống trước mắt nếu sửa độ bị cắn nhất định phải trả giá bằng tính mạng nhưng lúc này u đô lực bưu lại không chịu sự khống chế của hắc lâu lan hung tàn vô cùng trong lúc hắc lâu lan cho rằng sửa độ sắp tử trận một luồng khí tức minh mông bỗng nhiên từ trên người sở độ bộc phát ra sát chiêu lao đến đánh bay u đô lực đưa ra ngoài quần tiên chấn kinh tu vi bát bát truyền sở độ đã trở thành cổ tiên bát truyền thai thượng đại trưởng lão nhà ta đã trở thành bát truyền tấn thăng khi nào thế hắc lâu lan mở to mắt nhìn chằm chằm sở độ vì sao vừa nói nàng vừa rút tay khỏi lồng ngực sở độ đồng thời cũng thuận thế đặt tay lên vai sở độ một sát chiêu được hắc lâu lan thôi phát ra nhưng không phải thủ đoạn công phạt mà là trị liệu sắc mặt sửa độ tái nhợt tiếp nhận hảo ý của hắc lâu lan mỉm cười nói với nàng từ khi ngươi bắt đầu khiêu chiến bốn phía ta đã chú ý đến ngươi hắc nguyệt tiên tử ngươi biết không cho dù ngươi không khiêu chiến với ta ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận một trận chiến công bằng bởi vì lực đạo tịch mịch quá lâu rồi ngươi xuất hiện khiến ta rất vui cứ như vậy mà tiếp đi hắc nguyệt trọng trấn lực đạo để nó một lần nữa phát ra hào quang sở độ nói ra tiếng lòng của mình nhìn ánh mắt sáng ngời của hắn ta hắc lâu lan im lặng vu đô lực bưu bị sở độ đánh bay một lần nữa quay trở về hắc lâu lan nắm nó trong tay vu đô lực bưu bị tổn thương nhiều chỗ một lần nữa nghỉ lại trên người hắc lâu lan hắc lâu lan nhìn sở độ thật lâu sau đó quay đi trước khi đi nàng để lại một câu sở độ trận chiến này ngươi thắng. trận chiến này chấn động giới cổ tiên bắc nguyên mặc dù sở độ thắng nhưng kết quả cụ thể nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người sở độ cho mọi người thấy được tu vi bát truyền của hắn ta trở thành nhân vật cao tầng trong giới cổ tiên mặc kệ là cá nhân hắn ta hay là sở ra đều nhiều thế mà uy danh đại trấn trong quá trình kịch chiến sở độ tự phong tu vi chỉ lấy trình độ thất truyền giao thủ với hắc nguyệt tiên tử cuối cùng hắn ta không để ý an nguy của tính mệnh mà giải cứu hắc nguyệt tiên tử chương ba nghìn sáu trăm linh sáu luyện thiên ma tôn một đủ loại như vậy khiến cổ tiên trung lập sinh ra hào cảm cho dù ủng hộ hắc nguyệt tiên tử hoàn toàn đám người trần thành mô quảng cũng âm thầm sinh ra kính nể sở độ sau khi quay về sở ra có nghĩa tử đề nghị tổ chức tiệc ăn mừng Mời quần tiên khắp nơi đến tham gia, lợi dụng trận chiến này để đề cao uy danh của Sở gia, nhưng lại bị Sở Độ bác bỏ. Đối với kết quả của trận chiến này, Sở Độ xử lý vô cùng thấp điệu, nhưng việc hắn ta trở thành cổ tiên bát chuyển vẫn tạo thành sự xung kích mãnh liệt đối với thế cục Bắc Nguyên. Mấy ngày sau, Thiên Đình và Triều Dinh Thiên gần như công bố một tin tức rúng động thế gian, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều đồng loạt phục sinh, còn Cổ Nguyệt Phương Nguyên đã tấn thăng thành Ma Tôn luyện đạo, thiên hạ xôn xao. Quần tiên kinh hãi, Phương Nguyên về lại Đông Hải, dưới trời chiều mặt biển đỏ bừng chim biển kêu to gió biển phất phơ nơi này cách đại bản danh hạ ra đông hải còn một đoạn nhưng cũng không xa lắm ở đây được rồi phương nguyên nhanh chóng hạ xuống rơi xuống một hoang đảo không người diện tích không lớn nhiều sát chiêu điều tra trực phát ra phương nguyên liền nắm được toàn bộ hòn đảo rõ như lòng bàn tay cũng không phát hiện bất kỳ uy hiếp hay sự vật thần bí nào phương nguyên ném đại trận ngũ giới ra ngoài rất nhanh sương mù năm màu hỗn tạp cùng một thể bao phủ toàn bộ hòn đảo sau đó nhanh chóng lan tràn không trung mặt biển và đáy biển nếu lúc này hắn vẫn còn là bát chuyển chạy trốn khỏi phong ma quật tất nhiên sẽ lựa chọn đại bản danh đông hải hay bí mật đến bạch thiên thái cổ để ẩn núp nghỉ ngơi nhưng lúc này hắn đã có tu vi cửu chuyển thành tựu tôn giả có thể công khai ra mặt nếu lúc này tinh túc tiên tôn hay cự dương tiên tôn truy sát đến ngược lại còn hợp ý phương nguyên phương nguyên chậm rãi nhắm mắt lại thần niệm cuồn cuộn thăm dò vào tiên khiếu trí tôn tiên nguyên cửu truyền vong góp được mấy viên tiên nguyên bát chuyển có tên là bạch lệ tiên nguyên cửu chuyển lớn hơn một chút như quả hạnh toàn thân có màu da cam đây chính là tiên nguyên hoàng hạnh phương nguyên đã sớm quen thuộc với diện mạo của tiên nguyên cửu chuyển dù sao trước đó hắn cũng đã từng được cựu dương tiên tôn u hồn ma tôn để lại cho một ít tiên nguyên nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn còn chấn động dù sao đây chính là tiên nguyên hoàng hạnh thuộc về hắn sử dụng tiên nguyên hoàng hạnh phương nguyên chậm rãi thôi động một thủ đoạn sắc chiêu luyện đạo luyện kỳ một luồng ánh sáng màu vàng nhạt to bằng quả đấm chảy xuôi từ đan điền phương nguyên mà ra sau đó ánh sáng màu vàng nhạt chậm rãi lưu chuyển chảy khắp toàn thân phương nguyên trọng điểm là vết thương trên người phương nguyên vết thương trên người phương nguyên có trên trăm vết đa số đã được xử lý đơn giản trên đường về đến bây giờ vẫn còn rất nhiều vết thương chảy máu có từng điểm tinh quang hoặc quang hà màu vàng lấp lánh bên trên xương cốt hoặc trong huyết nhục mơ hồ quang huy màu vàng lưu chuyển đến chỗ nào tinh quang tiêu tán chỗ đó kim hà mẫn diệt điều này đại diện cho đạo ngân của tinh túc tiên tôn và cự dương tiên tôn chảy xuôi trên người phương nguyên được phương nguyên luyện hóa nhưng quá trình luyện hóa cũng không tốt đẹp gì cơn đau mãnh liệt vẫn không ngừng truyền đến toàn thân phương nguyên khẽ run lên sắc mặt tái nhợt rất nhanh chán đã đổ đầy mồ hôi lạnh cuối cùng ánh sáng màu vàng nhạt dừng lại trên cánh tay phương nguyên bị chém đứt kéo dài nửa canh giờ lúc này ánh sáng màu vàng nhạt mới tiêu tán phương nguyên thở ra một hơi chậm rãi bình tĩnh lại sau khi thở dốc hắn lập tức thôi động sát chiêu hợp lại nhân như cũ sau một khác toàn bộ thương thế trên người hắn tiêu tán cánh tay bị chém đứt đã hoàn toàn khôi phục lại nhưng khi phương nguyên nắm chặt bàn tay mới vẫn có cảm giác suy si yếu vô lực nhưng điều này đã khiến hắn cảm thấy rất hài lòng thương thế trên người phương nguyên vô cùng nghiêm trọng tinh túc tiên tôn và cự dương tiên tôn cũng không khá hơn chút nào phương nguyên gần như có thể khẳng định hiệu suất chữa thương của hai người bọn họ tuyệt đối thấp hơn hắn bởi vì phương nguyên có rất chiêu luyện kỷ sát chiêu này có thể nhanh chóng nguyện hóa đạo ngân trên người cổ tu truyền sang cho bản thân sử dụng thủ đoạn này có căn nguyên từ sát chiêu giữ mình trong sạch của phương nguyên phương nguyên dựa vào nó trong cuộc chiến ở phong ma quật đã luyện hóa toàn bộ đạo ngân do phi tinh lưu lại trực tiếp phá giải liên chiêu của tinh túc tiên tôn thương thế nhục thân không còn hồn phách cũng trong trạng thái đỉnh phong phương nguyên bắt đầu xử lý tiên khiếu trí tôn tiên khiếu trí tôn bị sát chiêu của cự dương tiên tôn dẫn phát tai kiếp lần như đồng thời dưới sự thao tác âm thầm của phương nguyên nó đã sung kích phong tỏa thiên đạo tiếp nhận tai ương hỗn độn toàn bộ tiên khiếu trí tôn bị tổn thất nặng nề nội tình giảm mạnh so sánh với trước khi đến phong ma quật nội tình còn không đến hai thành quả thật là cảnh hoang tàn khắp nơi vô cùng thê thảm nhưng trước khi chiến đấu ở phong ma quật ta đã dự liệu được tình huống này đồng thời còn có chuẩn bị phương nguyên trọng chấn tinh thần suy nghĩ cuồn cuộn sau một khắc đã thúc lên sắt chư tiên đạo hợp lại ra sơn như cũ ao liên hoa bên trong tiên khiếu trí tôn và các ao niên hoa phân bố tại nơi khác đều hoàn toàn mở ra nước sông thời gian dưới sát chiêu giang sơn như cũ hình thành hư ảnh nước sông hạo đãng nhanh chóng quyển tịch toàn bộ năm vực lan tràn tất cả năm vực cửu thiên hư ảnh nước sông thời gian rất nhanh biến mất sạch sẽ lưu lại rất nhiều điểm tài nguyên nuôi non sông hồ như lúc ban đầu cổ tiên bên trong tiên khiếu trí tôn nhìn thấy tình huống này vội vàng hoan hồ sĩ khí đại trấn chương ba nghìn luyện thiên ma tôn hay Phương Nguyên thở ra một hơi, lúc trước, hắn sử dụng ao niên hoa thiết lập phân khu trụ đạo đã chủ tính phối hợp với sát chiêu giang sơn như cũ, nếu sử dụng thủ đoạn này, nước sông thời gian bên trong ao niên hoa sẽ khô cạn, rất nhiều phân khu trụ đạo gần như chỉ còn trên danh nghĩa, trên lệch tốc độ thời gian giữa tiên khiếu trí tôn với bên ngoài giảm xuống rất nhiều, phải cần một khoảng thời gian rất dài, ao niên hoa mới có thể tích góp được nước sông thời gian đầy đủ như lúc ban đầu, tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu trí tôn lại một lần nữa tăng lên, toàn bộ tiên khiếu chí tôn nhiều thế mà khôi phục được bốn thành nội tình như vậy tiên khiếu chí tôn cũng chỉ tổn thất hơn bốn phần mà thôi giảm bớt thời gian tinh lực và vật lực cho phương nguyên xây dựng lại tiên khiếu chí tôn tổ thất bốn phần mười chính là do tai ương hỗn độn tạo thành sắc chưa giang sơn như cũ đều không có tác dụng cổ tiên chết trong tai kiếp đã vô pháp thông qua nhân hải để phục sinh tổn thất khác còn có rất nhiều tổn thất của phương nguyên rất lớn rất nhiều tiên nguyên bát truyền dự chữ lúc này chỉ còn lại hơn một phần người đã sớm rơi vào biên giới cạn kiệt, ở vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, đó chính là một trong những nguyên nhân Phương Nguyên dừng tay. Không tiếp tục làm khó cự Dương Tiên Tôn vào tin tức Tiên Tôn nữa. Tin tức tốt chính là, bây giờ Phương Nguyên là Tôn giả, sản xuất ra Tiên Nguyên Hoàng Hạnh Cửu truyền, dùng còn bền hơn Tiên Nguyên Bạch lệ Tin tức xấu chính là, Tiên Cổ Bát truyền Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên đã không thể giúp cho Phương Nguyên giảm bất tốc độ giảm xuống được nữa. Đồng thời, tốc độ chảy bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn gần với bên ngoài dẫn đến hiệu suất dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên không cao. Trong thời gian gần đây, Phương Nguyên cần chỉnh đốn, kinh doanh tiên khiếu, luyện hóa đạo ngân tự nhiên bên ngoài, đều cần rất nhiều tiên nguyên, lỗ hồng tiên nguyên rất lớn, mà tiên nguyên thạch lại không giúp đích được cho ta. Nếu liều lĩnh ưu tiên gia tăng tốc bộ thời gian bên trong tiên khiếu trí tôn cũng không thích hợp, Phương Nguyên khẽ cao mày, tôn giả cứ cách 10 năm sẽ có một trận hạo kiếp, 50 năm một trận vạn kiếp, trăm năm là một đại nạn hỗn độn, hạo kiếp, vạn kiếp trừ phi là lưu phái mộng đạo đan đạo nếu không uy hiếp mang đến cho phương nguyên không lớn phương nguyên chỉ kiêm kỵ đại nạn hỗn độn trăm năm một lần mà thôi mặc dù hắn đã từng vượt qua một lần tai ương hỗn độn bên trong phong ma quật nhưng đây chỉ là phong tỏa thiên đạo mà thôi quy mô tai ương hỗn độn còn nhỏ hơn đại nạn hỗn độn trăm năm một lần nếu thời gian bên trong tiên khiếu trí tôn tăng lên quá nhanh phương nguyên sẽ nhanh chóng dẫn đến đại nạn hỗn độn nếu xử lý không tốt hắn sẽ bị trọng thương thậm chí gần chết khiến cho các tôn giả khác thử cơ hội bổ sung tiên nguyên là một nan đề ngoại trừ tổn thất này phương nguyên còn tổn thất rất nhiều tiên cổ cổ tiên trong cuộc chiến phong ma quật tử vong phương nguyên đều không thu lại được tiên cổ tiên khiếu của bọn họ đồng thời bảy tiên cổ phòng phương nguyên dùng trong trận chiến phong ma quật cũng tổn thất hết sạch mức độ tổn thất tiên cổ của phương nguyên lần này ngoại trừ thiên đình và trường sinh thiên gia không có bất kỳ một thế lực siêu cấp nào có thể đảm đương nổi cũng may càng về sau phương nguyên đã có ý thức giảm bớt tổn thất về phương diện này ví dụ như khi chiến bộ độ bảo mình ý chi còn sót lại của y đã đưa tất cả tiên cổ biến hóa đạo chân quý vào trong bảo hoàng thiên mái tiên cổ tiên nguyên cổ tiên chết trận cũng rất nhiều dũng sĩ cương bôn dũng sĩ Sương điệp băng tinh tiên vương tiêu hà tiêm thậm chí phân thân chiến bộ độ của phương nguyên đều chết trong cuộc chiến phong ma quật còn một số người thì chết bên trong tiên khiếu chí tôn vì ngăn tai kiếp mà chết đa số đều đã thông qua nhân hải trùng sinh lại nhưng cần khôi phục lại cảnh giới cổ tiên một số người khác thì không cách nào phục sinh trong đó có cổ tiên bát truyền chiến thú vương ông chết khiến phương nguyên cảm thấy tiếc nuối ông cụ này là người không có công cũng có lao có trợ giúp rất lớn đối với tên khiếu trí tôn đáng tiếc là bị hắc hỏa đốt cháy phương nguyên không cách nào phục sinh mại trừ những thứ này phương nguyên còn có một số tổn thất rất lớn khác chủ yếu nhất chính là sát chiêu lộ ra quá nhiều trong cuộc chiến phong ma quật phương nguyên không thể không sử dụng rất nhiều sát chiêu hợp lại rất nhiều át chủ bài ví dụ như sát chiêu luyện kỷ đồ đằng về sau những sát chiêu này lần như không thể dùng được nữa. Cần tiến hành cải tiến, nếu tương lai tác chiến với tôn giả khác, sử dụng sát chiêu không thay đổi, nhất định sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn cho Phương Nguyên. Nhưng so với những tổn thất này, Phương Nguyên đạt được càng nhiều hơn. Trong cuộc chiến phong ma quật, Phương Nguyên thu hoạch rất lớn, hoàn toàn xứng đáng đứng vị trí thứ nhất. Đầu tiên, Phương Nguyên vơ vét được 7 tầng phong ma quật, đạt được rất nhiều tiên tài đạo ngân hỗn loạn. Trong tầng phong ma quật thứ 8, hắn lợi dụng tạc tổ cướp lấy rất nhiều tiên tài cửu chuyển, số tiên tài cửu truyền này có thể giúp hắn cho chống việc luyện chế tiên cổ cửu truyền thứ hai là nguyên cảnh nguyên cảnh trong tay phương nguyên và cự dương tiên tôn chỉ kém hơn tinh túc tiên tôn một chút giá trị của nguyên cảnh rất lớn nhất là đối với phương nguyên thứ ba là chân truyền nhạc thổ bác nguyên của nhạc thổ tiên tôn còn có thành quả tu hành thiên đạo trong đó bao mùng làm sao tiêu hóa phù băng sự thật gia tăng tu vi bản thân thứ tư là tin tức sau cuộc chiến phong ma quật phương nguyên lại càng hiểu rõ hơn tinh túc tiên tôn cửu dư tiên tôn thiên đình và trường sinh thiên Trương ban 1608, luyện thiên ma tôn ba không còn mơ hồ như trước đó thủ đoạn của tinh túc tiên tôn cử dương tiên tôn hệ thống chiến đấu của bọn họ tiên mộ sinh từ môn của thiên đình đại trận họa đạo bạch vân áp thành tự như phi đan đạo nguyễn đan đại trận bát cực trường sinh thiên đại đạo kim quang chuyển vận của kiếp vận đàn thứ năm và cũng là thu hoạch lớn nhất của phương nguyên tu vi của hắn tăng lên trở thành tôn giả đây là một chất biến đỉnh phong từ nay về sau hắn sẽ từ một quân cờ trở thành một kỳ thủ đường đường chính chính bố cục thiên địa chấp trưởng nam vực lịch sử nhân tộc lịch sử dị nhân không thể không có gì chép về hắn đến lúc đó hắn đã có thể sống vai với 10 vị tôn giả trong lịch sử giống như mặt trời chiếu sáng thiên cổ những cổ tiên còn lại bất luận anh hùng hào kiệt đến cỡ nào cũng chỉ là ngôi sao trên bầu trời của nguyệt phương nguyên trong thế giới cổ tu đã có vị tôn giả thứ 11, ma tu lấy luyện đạo thành tôn dựa theo xương hào của thiên đình và trường sinh thiên đã tuyên truyền luyện thiên ma tôn Đông Hải, đại bản dân thẩm gia, đảo tử đàn vạn tước, một cổ tiên lão giả đứng trước một cửa đá, tiên lặng chờ đợi. Trên người cổ tiên lão giả tàn ra khí tức bắt chuyển, đồng thời còn có quyền cao chức trọng, chính là thái thượng đại trưởng lão thẩm gia, thẩm tòng thanh. Ồ, cửa đá mật thất bế quan từ từ mở ra, hai vị cổ tiên từ bên trong bước ra, người dẫn đầu một thân áo bảo sáng, mái tóc dài đen trắng đan xen xõa xuống bờ vai, chính là thẩm thương, tông chuyên tu nhân đạo ẩn núp bên trong thành thần đế chính là một cơ duyên sau khi từ trong thành thần nế đột phá ra tiết khiếu của ông bị hắc hỏa làm tổn thương đã hoàn toàn khỏi hẳn chiến lược tăng lên tuyệt đối là chiến lược á tiên tôn thẩm trương bước ra khỏi cửa đá xong liền đứng sang một bên mỉm cười nói với vị cổ tiên đằng sau lục đạo hữu mời một vị cổ tiên mặc vải phục vô cùng mộc mạc thể trạng cường kiện như gấu đầu đội mũ rộng vành chỉ để lộ nửa gương mặt tái nhợt suy yếu là lục úy nhân vẫn còn sống sót từ phong ma quật lục úy nhân vái một cái thủ đoạn nhân đạo của thẩm tiên bối tuyệt diệu phi phàm Thư thế của vãn bối đã khỏi được ba thành, phần ân tình này, chỉ có thể chờ tương lai hồi báo, thẩm thương cười ha hả lục đạo hữu không cần nghi ngờ như vậy, cũng không cần gọi ta là tiền bối. Trong trận chiến phong ma quật, ngươi đã sóng vai cùng ta chiến đấu, chặt chẽ hợp tác, tình chiến hữu đủ để chúng ta luận giao ngang hàng. Thẩm Tòng Thanh nói, hai vị, tiến hộ đã được chuẩn bị xong, xin mời vào trong, không đợi lục úi nhân nói tiếp. Thẩm Thương đã cười ha hả nam lấy cánh tay của ông, nhiệt tình dẫn ông đến bữa tiệc, bữa tiệc được tổ chức công khai. Trên đỉnh cao nhất của đảo tử đàn vạn tước, trong đình đài chỉ có ba ghế, thẩm thương ngồi ở vị trí chủ vị, lục úi nhân ngồi ở vị trí thứ vị, thẩm tòng thanh bồi dưới chót, rượu ngon món ngon trên bàn không cần nhiều lời, lục úi nhân nhìn lướt qua rồi thôi. Ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy mặt biển như gương không chút gợn sóng, mặt trời lặn ánh lên vẻ rực rỡ, dáng mây như lửa, tải đẹp thật, lục úi nhân cảm thán một câu, lúc này, ngàn vạn chim tức trên hải đảo kêu to vô số gỗ tử đàn đen nhánh run lên nhẹ nhẹ trong tiếng chim hót bắn ra hòa âm mỹ diệu nhất thời những âm thanh hỗn tạp của thiên nhiên từ từ đông đưa lan xa giữa biển trời bao la lục úi nhân nhắm mắt lại tinh thế thưởng thức hơn nửa ngày sau ông mới chậm rãi mở mắt thở ra một hơi đã giống nghe mỹ danh của đào tử đàn vạn tức thẩm ra đông hải hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền có thể sống sót từ bên trong phong ma quật nhìn thấy cảnh trước mắt trong lòng yên tĩnh lại còn sống đúng là tốt thực lực của lục úy nhân là bát truyền đỉnh phong phương diện phòng ngự thuộc hàng á tiên tôn nhưng trận chiến phong ma quật đủ để cho ông cảm nhận được tư vị nhỏ yếu của mình gian nan khốn khó bên trong thì không nói rất nhiều lần lục úy nhân đứng bên bờ sinh tử nhớ lại những lúc nguy hiểm đó trong lòng lục úy nhân vẫn còn sợ hãi thẩm tòng thanh không khỏi tò mò dò hỏi nếu không phải trên đỉnh trường sinh thiên tuyên bố toàn bộ nam vực vẫn còn mơ mơ màng màng không biết rốt cuộc bên trong phong ma quật đã xảy ra chuyện gì không chỉ cự dương tiên tôn tinh túc tiên tôn phục sinh ngay cả của nguyệt phương nguyên cũng trở thành luyện thiên ma tôn thiên đình trường sinh thiên đều ăn lỗ vốn mặc dù thu hoạch không nhỏ như phương nguyên lại là bên thắng nhất cho nên liên quan đến tin tức phong ma quật hai nhà đó không hề giải thích kỹ càng hiện tại thiên hạ chấn động cổ tiên sau khi khiếp sợ thì chính là hiếu kỳ thẩm tòng thanh đương nhiên cũng không tránh được lục ú nhân thẩm thương liếc nhìn nhau ngươi một lời ta một câu mang theo vẻ mặt phức tạp thuật lại trận chiến phong ma quật thẩm tòng thanh nghe xong im lặng thật lâu truy cầu của vô cực ma tôn chủ tính của tinh túc tiên tôn cường thế của cựu dương tiên tôn tức núi của nhạc thổ tiên tôn tần nhẫn của cổ nguyệt phương nguyên quy cách trận giao phong này quá cao đến mức những nhân vật như khí tuyệt ma tiên chiến bộ độ khí hải lão tổ lục ú nhân thẩm thương đều trở thành người làm nền cái giá bỏ ra của trận giao phong này khiến người ta vô cùng sợ hãi a tiên tôn chiến bộ độ khí thiệt ma tiên đều bỏ mình cổ tiên dưới trướng phương nguyên tổn thất gần nửa trăm bát cực tử của trường sinh thiên chỉ còn lại một nửa bên trong phòng ma quật bao gồm nhiếp cuồng phong bộ thiên không đoạn hổ cùng với ước vạn sinh linh đều bị diệt vong cuối cùng vô cực ma tôn vĩnh sinh thất bại phương nguyên trở thành bên thắng lớn nhất chương ba nghìn sáu phương nguyên dạ khóc thẩm tòng thanh cao mày thỉnh giáo hai vị cổ tiên tại hạ còn ba việc không rõ thứ nhất nếu ta là vô cực ma tôn vì sao lại vội vàng mạo hiểm như thế có thực lực như vậy có thể xưng lực áp thiên hạ đại trận phong ma không thành không ngại lại bố trí một đại trận khác thẩm thương khẽ lắc đầu vô cực quyết trí thể cầu đạo tích hữu và chủ tính trên trăm vạn năm không trải qua kiểm nghiệm sao có thể cam tâm lục úy nhân bổ sung lúc đó trạng thái của ông ta cũng không bền bỉ ông ta nhìn thì giống như phục sinh nhưng thật ra cũng không phải cổ tiên còn sống ít ra sau khi ông ta tử vong cũng không phải huyết nhục không có tiên khiếu rơi xuống mà trở thành rất nhiều phù băng sự thật thì ra là thế thẩm tòng thanh ngật đầu lại hỏi chuyện thứ hai u hồn ma tôn thật sự bỏ mặc không quan tâm cư giữ lại trong hư không tầng thứ 9 phong ma quật sao lục úy nhân trầm ngâm nói u hồn ma tôn thuật đầu bị tinh túc tiên tôn khống chế cảm xúc tăng vọt gần như mất đi ký ức chỉ nhớ mang máng nhạc thổ đại nhân về sau sau khi u hồn ma tôn được tinh túc tiên tôn thả ra khỏi sinh tử môn chủ động trấn áp lỗ thủng thế giới thai bích quả thực vượt qua dự kiến của chúng ta ông ta cũng không khôi phục ký ức và lý trí như chúng ta đã nghĩ trước đó cảm xúc không còn chập trùng có thể nói là hờ hững vô tình đồng thời còn xem lỗ thủng thai bích là mục tiêu lớn nhất dùng thân trấn áp cũng không để ý cái gì khác trạng thái cổ quái giống như hồn thú thẩm thương nói tiếp vì sao u hồn ma tôn biến thành bộ dạng như vậy ta và lục đạo hữu đã sớm có thảo luận nhưng không có thành quả bây giờ xem ra chỉ sợ trong lòng mấy vị tôn giả cũng không có đáp án nhiều nhất cũng chỉ là suy đoán mà thôi vương nguyên chiếm trượng phong cướp đi khối phù băng sự thật cuối cùng u hồn ma tôn trấn áp lỗ thủng thai đích ba tôn mới dừng tay trải qua cuộc chiến phong ma quật trạng thái của bọn họ lúc đó đều đã suy yếu lỗ thủng thái bích đã có u hồn ma tôn xử lý tạm thời bỏ mặc không quan tâm cũng là hành động sáng suốt nói đến đây thẩm thương nhìn lục úy nhân nói tiếp về phần sau này xử trí như thế nào u hồn có khôi phục lý trí hay không chúng ta đều không biết lục úy nhân gật đầu sắc mặt không khỏi ngương trọng mấy phần u hồn ma tôn không khôi phục lý trí chỉ có thể ở trong hư không tầng thứ 9, không cách nào phá vây, nhưng nếu khôi phục lý trí, chỉ sợ năm vực hai thiên khó mà bình yên. Thẩm Tòng Thanh hỏi tiếp. Chuyện thứ ba, âm ngưu hệ lệ phương nguyên thành tựu tôn giả đã bị hai vị tinh túc tiên tôn và cự dương tiên tôn nói toạc ra, nhưng vãn bối vẫn không hiểu vì sao phương nguyên lại có nhiều sát chiêu mới lạ như thế. Sát chiêu hợp lại tầng tầng lớp lớp, sát chiêu đồ đằng Quan trọng hơn là sát chiêu do núi đãng hồn, cốc lạc phách vào sông Nguyệt Lưu tạo thành, tại hạ không nghĩ ra nếu nói phương diện khác thì cũng thôi đi nhưng phương nguyên lại am hiểu trí đạo phòng bị người khác suy tính cô trí tuệ của hắn đã bị hủy diệt trong thiên đỉnh, làm sao có được thành quả sát chiêu phong phú như thế chẳng lẽ phương diện trí đạo của hắn cũng có được sự tiến bộ lớn sao nhưng tiến bộ như vậy thật sự quá lớn tấn lạc phách đã hồn thì không nói nhưng sát chiêu có thể giúp cho hắn dễ dàng thoát khỏi sinh tử muôn lại lấy ba bí cảnh thiên địa làm hạch tâm đồng thời còn mơ hồ mô phỏng thành công sinh lộ lục úy nhân thẩm thương đều lắc đầu biểu hiện không biết lục úy nhân thở dài nếu không phải phương nguyên không có được những thứ ngoài dự liệu như vậy chỉ sợ cũng không đến viên hán thành biên thắng lớn nhất thẩm thương nói liên quan đến điều này ta ngược lại có rất nhiều suy đoán ba người vừa ăn vừa nói chuyện suy đoán bàn tán những chuyện này một phen sau khi cơm nước no lê thẩm tòng thanh lấy ra một cái chén chế trà cho lục úy nhân và thẩm tòng thanh lục úy nhân nhìn một hồi phát hiện ra mánh khóe không khỏi hứng thú hỏi không phải là cha lục thanh chứ thẩm tòng thanh cười nói thì thật không tin tại hạ bêu xấu rồi lục úy nhân như mặt nói trà lục thanh của thẩm gia vang danh thiên hạ chẳng ngờ hôm nay lại có lộc uống vận đạo có một thuyết pháp gọi là khổ tận cam lai lại còn có câu, đại nạn không chết tất có hậu báo ha ha hôm nay ta thật sự may mắn trà lục thanh là một bộ nước trà tổng cộng có sáu chén nhỏ trình tự luyện chế sáu chén trà nhiệt độ nước trà chủng loại chén trà trình tự uống trà phương pháp uống trà đều có giải thích cực kỳ kỳ càng thẩm tòng thanh liên tục tiêu hao tiên tài bát chuyển chế ra được chén trà thứ nhất có tên là thu đồng nước trà trong suốt giống như không trung sáng sủa mùa thu không nuốn bụi trần uống nước trà vào cổ họng lục úi nhân chỉ cảm nhận một cảm giác nhẹ nhàng khoan khái đầu óc tỉnh táo không mang theo chút ô nhiễm nào cả người giống như vô ưu vô lự hóa thân thành chim bay hay gió nhẹ tung bay trên bầu trời mùa thu quên hết thầy những phiền não thẩm tòng thanh lại chế chén trà thứ hai có tên là vân lưu thanh chén này có cảm giác rất lạ mềm nhũng giống như không phải nước trà mà là sợi bông uống vào trong miệng liền tan đi biến thành một dòng nước lạnh buốt chảy xuống cổ họng trôi xuống bụng không gì có thể ngăn cản chén thứ ba gọi là giang nga khóc nhưng thẩm tòng thanh làm được một nửa bỗng nhiên nước mắt chảy xuống chế trà thất bại hổ thạnh hổ thạnh thẩm tòng thanh vội lau nước mắt liên tục xin lỗi lục úy nhân được thẩm thương trị liệu lại được thẩm gia thịnh tình chưa đãi lúc này vội hỏi vì sao thái thượng đại trưởng lão thẩm gia lại khóc như vậy chương 3610, rượu ngon vô vị một thẩm tòng thanh đáp làm phiên lục tiên hữu quan tâm tại hạ vì hổ thạnh quá mà rơi lệ thẩm gia khai sáng cương nghiệp đã hơn ngàn năm không ngờ truyền đến thế hệ của ta thẩm tòng thanh ta vô năng không đức khiến thẩm gia đứng trước nguy cơ bị diệt vong đảo tử đàn vạn tức xinh đẹp này nhưng khổng ngàn vạn nhà họ thẩm đều hóa thành ảo ảnh trong mơ thẩm thương thở dài một tiếng lục úy nhân hỏi hai vị tiên hữu lo lắng phương nguyên sao đúng là như vậy cách đây không lâu có tin tức truyền đến vị ma tôn đại nhân này đã về đến đông hải tọa lạc tại một phàm đảo ngũ cấm huyền quang khí bao phủ phạm vi vạn dặm trong lòng tại hạ lo sợ từ trên xuống dưới nhà họ thẩm cũng lo sợ giới cổ tiên đông hải đều lo sợ thẩm tòng thanh nói đến đây nước mắt lại chảy xuống đường đường thái thượng đại trưởng lão thẩm ra nhưng lúc này lệ lại, lại rơi đầy mặt trong đó đương nhiên cũng có sự e ngại của thẩm tòng thanh đối với phương nguyên nhưng nhiều hơn chính là ngư đồ thiên đình trường dinh thiên công khai tuyên bố tin tức này khẳng định không giả được Phương Nguyên trở thành luyện thiên ma tôn, khí hải lão tổ là phân thân của Phương Nguyên, toàn bộ thiên hạ đều biết. Trước đây, chính đạo Đông Hải vẫn luôn ủng hộ khí hải lão tổ, người dựng chính khí minh, chống lại liên minh dị tộc dưới trường Phương Nguyên, thì gia thủ lĩnh hai phe đều là Phương Nguyên, có thể nói. Toàn bộ gia tộc siêu cấp chính đạo Đông Hải đều bị Phương Nguyên đùa bỡn trong lòng bàn tay, sau khi thẩm tòng thanh biết được chân tướng này, đương nhiên là xấu hổ như rất nhanh lại thất thỏm, lo âu, thẩm ra là thế lực siêu cấp Đông Hải. Gia đại nghiệp đại, có được bảy biển làm sao mà đối mặt với phương nguyên trước đó khi phương nguyên vẫn còn là á tiên tôn thế lực siêu cấp đông hải bất kể hiềm khích liên hợp với nhau để cử khí hải lão tổ khi đó mới miễn cự ổn định thế cục bây giờ phương nguyên thành tôn giả những thế lực siêu cấp như thẩm ra trốn không thoát bởi vì căn cơ của bọn họ ở đông hải khó mà di chuyển cho dù có di chuyển thì di chuyển đi đâu đầu tiên nam cương và tây mạc là không đi được bởi vì bọn họ không có tôn giả che chở nếu phương nguyên bất mãn truy cứu quá khứ Xác định xong đời là cái chắc, sau đó, Trung Châu và Bắc Nguyên đều có tôn giả lãnh đạo, có thể chống đỡ Phương Nguyên, nhưng trong đó có rất nhiều thế lực siêu cấp tồn tại, nào còn không gian cho người ngoài như Thẩm gia phát triển. Ở Đông Hải bị Phương Nguyên ức hiếp, chẳng lẽ ở Trung Châu, Bắc Nguyên lại không bị tinh túc tiên tôn và Cự Dương tiên tôn nghiền ép sao? Năm vực loạn chiến là chiều hướng phát triển, nếu Thẩm gia gia nhập tôn giả khác, chỉ sợ khi loạn chiến bộc phát, bọn họ sẽ bị xem là pháo hôi, cho nên Thẩm Tòng Thanh đã triệu tập của tiên tinh anh gia tộc thương lượng rất lâu, đều cảm thấy quy hàng Phương Nguyên chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng dù sao Phương Nguyên đã trở thành ma tôn, ai cũng sẽ hiểu được. Sau khi Thẩm Tòng Thanh quyết định gia nhập vào Phương Nguyên, lại tiến thêm một bước suy nghĩ. Nếu gia nhập vào, Thẩm gia là người đầu tiên, tất nhiên sẽ càng thêm lợi. Nếu Thẩm gia chủ động dẫn đầu, Lục Uy Nhân là Á Tiên Tôn có thể cổ động các thế lực chính đạo Đông Hải gia nhập vào Phương Nguyên nhất định sẽ lưu lại tất tự tốt cho phương nguyên thẩm tòng thanh âm thầm báo cáo lại quyết định này cho thẩm thương thẩm thương suy nghĩ hồi lâu cảm thấy có thể thực hiện được đồng thời tốt nhất là nên thuyết phục lục úy nhân đầu tiên thẩm thương cảm thấy khả năng thuyết phục được lục úy nhân rất lớn mặc dù ông ta không gặp gỡ lục úy nhân quá nhiều nhưng lại có mối quan hệ rất sâu thẩm thương đã từng được nhạc thổ tiên tôn chỉ điệp lục úy nhân lại là truyền nhân của nhạc thổ tiên tôn lưu ở nam cương dựa theo mối quan hệ môn phái của trung châu hai người có thể được xem là sư huynh đệ cộng thêm trận chiến ở Phong Ma Quật, Lục Úy Nhân và Thẩm Thương luôn kề vai chiến đấu, không hề phát sinh mâu thuẫn. Lần này trở về, Thẩm Thương chủ động thôi động thủ đoạn nhân đạo chữa giúp Lục Úy Nhân chữa thương. Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn thủ đạo của Lục Úy Nhân, chỉ sợ thời gian sẽ kéo càng dài hơn. Nhất thời, Thẩm tòng thanh cứ thút thít, còn Thẩm Thương thì ngồi bên cạnh uống trà, chờ Lục Úy Nhân phản ứng. Lục Úy Nhân thầm than trong lòng, tông cũng đã biết rất rõ Thẩm Thương có mối quan hệ không rõ ràng với Phương Nguyên bọn họ đã từng liên kết nhau đối kháng thiên đình trong trận chiến số mệnh trong trận chiến phong ma quật thường thương thoát khỏi thành thần đế nhưng chỉ vì một câu của phương nguyên đã lập tức tác chiến với thiên đình như vậy lục úy nhân ông thì sao ông nên đi đâu vấn đề này lục úy nhân đã cân nhắc từ rất lâu sau cuộc chiến phong ma quật cách cục thiên hạ một lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất ba tôn giằng co còn không loại trừ có tôn giả khác phục sinh hết thảy cần một lần nữa suy tính lục úy nhân thân là á tiên tôn biết rất rõ vị trí của mình giao thủ với tôn giả đó chính là muốn chết nhưng trong tình huống nhất định a tiên tôn vẫn có thể ảnh hưởng thắng bại giữa các tôn giả nhìn cuộc chiến phong ma quật thì biết khi tinh túc tiên tôn và cứu dương tiên tôn rơi vào rằng co bọn họ trước sau mời chào phương nguyên cùng với các a tiên tôn khác những người này cũng có thể là thảy đánh bạc thượng giai của các tôn giả trong phong ma quật mã cho đến khi ba tôn ngưng chiến phương nguyên cũng không thu thập đám người lục úi nhân ngoại trừ trạng thái ba tôn không tốt kiên kỵ lẫn nhau bọn họ cũng không muốn mạo hiểm một khi giết không chết á tiên tôn ngược lại sẽ bức bách những người này đầu nhập vào tôn giả khác cho nên đám người lục úi nhân đã bình yên trở về chương 3611, nghìn rượu ngon vô vị hay lục úi nhân trầm ngâm nói nếu nhạc thổ đại nhân còn sống ta tất nhiên sẽ đi theo nhạc thổ tiên tôn đại nhân ta sở dĩ tranh thủ thời gian trợ giúp phương nguyên mai phục u hồn ma tôn chính là muốn mượn lực phương nguyên trợ giúp nhạc thổ tiên tôn phục sinh nhưng bây giờ nhạc thổ đại nhân lại bị phương nguyên giết chết lục úi nhân miến răng sắc mặt hiện lên sự bất bình nếu nhạc thổ bị cự dương tiên tôn hoặc tinh túc tiên tôn giết chết lục úy nhân còn cảm thấy thoải mái một chút như phương nguyên lại là người mưu giác nhạc thổ phương nguyên có thể chạy trốn dưới tay u hồn ma tôn Cần nhiều là ỉ lại lục úy nhân ông liều chết mai phục thẩm thương nhìn mặt mà nói chuyện ông biết lục úy nhân đang bất bình hiểu được cảm giác do dự của lục úy nhân thẩm thương không lên tiếng ông cũng nhận ân huệ của nhạc thổ tiên tôn lúc này không thích hợp mở miệng thẩm tòng thanh lại không chút cố kỵ lên tiếng khuyên nhủ theo ta thấy thật ra lục đại nhân cũng không cần có quá nhiều khúc mắc lúc trước ngươi chủ động ra tay trợ giúp phương nguyên nguyên nhân rất lớn là vì di mệnh của nhạc thổ tiên tôn ngừng một chút thần tòng thanh nói tiếp còn nữa tuy phương nguyên đã cướp đi tính mệnh của nhạc thổ đại nhân nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là một kích cuối cùng hung thủ chủ yếu nhất vẫn là thẩm tòng thanh và cự dương tiên tôn lục úy nhân ngửa mặt lên trời thở ra một tiếng sau đó không thể không gật đầu cảm thắn nói ngươi nói rất có lý ông cười khổ nói thế cục đột biến thiên địa lặp đi lặp lại không có nhạc thổ đại nhân lục úy nhân ta cũng chỉ là thân đào mà thôi mặc dù phúc địa người nấm vẫn còn nhưng người nấm đã ở bên trong tiên khiếu trí tôn là con tin của phương nguyên tình thế của ta khó xử nỗi lòng khó bình thẩm thương tiên hữu chúng ta có tình nghĩa chiến đấu không biết ngươi có ý kiến gì không có thể dạy ta không ta nhất định sẽ rửa tay lắng ngay thẩm thương ho khan hai tiếng không dối gạt lục tiên hữu ta có lẽ sẽ đầu nhập vào luyện thiên ma tôn đại nhân trên thực tế khi còn ở thương lam long kình ta và phương nguyên đại nhân đã có hiệp ước về sau cùng liên thủ trải qua trận chiến số mệnh rồi lại trận chiến phong ma quật mấy lần hợp tác phương nguyên đại nhân đích thật chưa hề bạc đãi thẩm gia ta đương nhiên muốn nói chúng ta tin tưởng phương nguyên đây chẳng qua chỉ là bịa đặt dù sao hắn cũng là ma tôn chỉ là cơ nghiệp thẩm gia ở đây mạo muội di truyền tiền cảnh sẽ khó lừa lão hồ suy nghĩ nhiều lần cũng chỉ có thể quyết định như vậy cổ tiên tu hành không có tài nguyên tuyệt đối không được thẩm ra ra đại nghiệp đại cổ tiên rất nhiều. Rất cần tài nguyên khổng lồ để chúng tiên tự do tu hành, đồng thời còn phải bồi dưỡng hạt giống cổ tiên mới. Đương nhiên, mỗi cổ tiên đều có tiên khiếu của mình, nhưng chỉ dựa vào tài nguyên bên trong tiên khiếu, thật ra rất khó tự cung tự cấp. Nếu có thể làm được điều này, bảo hoàng thiên sẽ không buôn bán phồn vinh như thế. Tiên khiếu trí tôn có thể tự cung tự cấp cũng chỉ một phần. Mặc dù có thể luyện chế lại, nhưng bên trong dính rất nhiều tiên tài, cần chuẩn bị thập tuyệt thể, cho quá trình luyện cổ còn phải độ kiếp, đầu tư và phong hiểm đều quá lớn Nên thẩm thương nói xong sắc mặt lục úi nhân lại càng nặng nề chậm rãi gật đầu thẩm huynh đã giúp ta rất nhiều nếu thẩm huynh đã quyết định như vậy lục úi nhân ta sẽ theo thẩm huynh thẩm thương và thẩm tòng thanh liếc nhìn nhau trong lòng đồng thời thầm nói một tiếng lão hồ ly lục úi nhân nói như thế là muốn mượn quyết định của ông để hoàn lại ân tình thẩm thương đã chữa thương cho mình quả nhiên a à, tiên tôn lục úi nhân chính là nhân kiệt trong nhân kiệt dưới tình huống bình thường hoàn toàn không cách nào lừa bịt Thẩm thương tăng hắng một tiếng lục tiên hữu có quyết định như vậy tất nhiên không còn gì tốt hơn tương lai chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau thẩm tòng thanh vội vàng thuận thế đề nghị muốn dùng danh nghĩa thẩm thương lục úy nhân do thẩm gia dẫn đầu liên kết các thế lực siêu cấp đông hải khác cùng nhau đầu lập vào phương nguyên đối với điều này lục úy nhân đã sớm đoán trước cho nên đã gật đầu đồng ý ngay tại chỗ thẩm tòng thanh một lần nữa chê trà lục thanh sau một phen thường trà thẩm thương cùng với lục úy nhân tiếp tục tiến vào thạch thất chữa thương Tư thế của lục úy nhân và thẩm thương đều nghiêm trọng, chỉ dựa vào một lần trị liệu khẳng định không xong. Cho dù thẩm thương sử dụng thủ đoạn nhân đạo, muốn thanh trừ đạo ngân tôn giả trên vết thương cũng phải tốn hết một khoảng thời gian. Sáng hôm sau, thẩm tòng thanh xuất phát tích cực đến các gia tộc siêu cấp khác. Công việc liên kết của ông ta tiến triển khá thuận lợi. Ban đầu, cơ nghiệp của những thế lực siêu cấp này đều nằm ở đông hải. Sau đó các gia tộc cũng nghe được thẩm thương và lục úy nhân đầu nhập vào phương nguyên, khí tuyệt ma tiên đã bỏ mình ở phong ma quật chiến lược á tiên tôn trên thế gian này cũng chỉ còn ba người trong ba người thẩm thương và lục úy nhân đều muốn đầu nhập vào phương nguyên mà khí hải lão tổ lại là minh chủ chính khí minh còn là phân thân khí đạo của phương nguyên ly lực làm gương này quá lớn khiến các thế lực siêu cấp đông hải khác đều đi theo đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có ý định đầu nhập vào hạ gia đám cổ tiên hạ toàn hạ gia ngay một khắc thiên đỉnh Trường dinh thiên tuyên bố đã quyết định rời khỏi đông hải phản bộ chính khí minh cổ tiên hạ gia đúng là rất chẳng cơ nghiệp của bọn họ bị liên minh dị tộc thôn tính sau đó đầu nhập vào khí hải lão tổ một lòng muốn thu lại phần đất đã mất nhưng lại bị khí hải lão tổ và phương nguyên diễn trò trong lúc xung đột đã giết chết cổ tiên cao tầng của hạ gia là hạ thị chi chương 3612, phương nguyên là đường lui một tên ma đầu phương nguyên giết tộc nhân của ta mất cơ nghiệp của ta thù này không đội trời chung đông hải một ngày nào đó ta sẽ trở lại đi nhanh đi nếu ngươi không đi túi tiên ông sẽ đến tuần phòng đấy ha ha yên tâm đi để có thể trốn đi được ta đặc biệt chuẩn bị rượu ngon hiếm thấy cho túy tiên ông theo bản tính của ông ta bây giờ ông ta đã say không còn ngóc đầy dậy nổi cổ tiên hạ ra vừa giao lưu vừa bay sát mặt biển lén lút rời khỏi đông hải tiến vào trung châu Túi tiên ông đưa mắt nhìn bọn họ mãi cho đến khi không nhìn thấy bọn họ mới thôi vị cổ tiên lão giả này thở dài thật sâu ngưng mặt tràn ngập vẻ yêu sầu ông ta đã bắt đầu hối hận lúc trước không nên đồng ý với tần đỉnh Lăng. hiện tại thân phận của ông ta là nội gián thiên đình tiềm ẩn bên trong chính khí minh một ngày trước trung châu chỉ thị bí mật yêu cầu ông cố ý thả đám cổ tiên hạ ra đi lần này thì ta làm được nhiệm vụ rất dễ dàng nhưng lần tiếp theo thì sao tùy tiên ông vừa nghĩ đến phương nguyên có tu vi tôn giả bất kỳ rượu ngon gì cũng không còn tư vị tại sao đang êm đẹp đột nhiên trở thành tôn giả như thế một cây thăm trúc nhỏ bé xuyên qua năm con ve đặt trên bếp lửa nướng thăm trúc này không phải bình thường lửa cũng không phải lửa bình thường năm con ve cũng là cổ trùng viêm đạo ngũ chuyển có tên là ve tử yên một khi rót chân nguyên vào là có thể phun ra khói đặc màu tím che phủ một mảnh thiên địa nếu ở thế gian mỗi một con ve tự yên sẽ khiến cho đám cổ sư tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy nhưng lúc này bọn chúng chỉ là thức ăn người nướng ve mặc bộ áo bào trắng tóc rất nhiều cho dù ngồi trên ghế cũng để lộ dáng người cao gầy chính là cổ tiên bát chuyển bác nguyên bách túc thiên quân bách túc thiên quân có một sở thích sớm nghe tiếng trong giới cổ tiên bác nguyên ông rất thích nấu cổ trùng thỉnh thoảng sáng tạo ra mỹ thực mới ông tự tay sáng tạo ra những món ăn này ngoại trừ bản thân thưởng thức cũng sẽ dùng để ban thưởng cho các thành viên bách túc gia bất luận cổ tiên nào được nhận ban thưởng đều sẽ cảm thấy vinh hạnh đây cũng là biểu tượng được bách túc thiên quân thưởng thức có đôi khi bách túc thiên quân sẽ mời một số cổ tiên thân quen đến làm khách đích thân chuẩn bị mỹ thực mời mọi người lúc này sở độ đang ngồi trước mặt bách túc thiên quân là khách quý duy nhất lần này sở độ không mừng thưởng thức tham trúc trong tay chỉ còn lại một con ve từ yên sở lão đệ hương vị như thế nào Bách Túc Thiên Quân vừa nướng ve vừa mỉm cười hỏi, Sở Độ liền cười nói: "Khẩu vị rất ngon, không nghĩ đến ve Tử Yên được nướng xong lại có mùi của thịt già, còn có chút ngọt." Khi bắt đầu ăn cảm thấy rất giòn, một sâu này tuyệt đối ăn không đủ, ha ha ha. Bách Túc Thiên Quân cười to. Mọi người đều biết ta xuất thân tán tu. Cách đây rất lâu, ta lang thang ở Bắc Nguyên, ao không đủ che thân. Bụng ăn không bao giờ được no. Có một lần, ta bắt cổ trùng hoang dại thất bại, dẫm nát con dã cổ, khiến cho nửa tháng vất vả biến thành hư không không nỡ lại hận ta liền lục con cổ trùng kia lên ăn hương vị giờ tệ ta tư chảy bảy ngày bảy đêm thiếu chút nữa bỏ mình trải qua chuyện lần đó ta lại càng thêm chơi liều ta thầy sau khi tương lai có thành tựu ta nhất định phải thường xuyên ăn cổ để báo mối thù đó ánh mắt bách túc thiên quân như mây. sở động im lặng lời này bách túc thiên quân chưa từng nói với hắn ta trước đây bây giờ giống như có chút mòi bụng moi tim sở độ biết bởi vì hắn ta để lộ tu vi bát truyền. đã bình khởi bình tọa với bách túc thiên quân bách túc thiên quân cười ha hả một tiếng món ve này thật ra cũng chỉ là món bình thường mà thôi chỉ cần miệng lưỡi có vị là được không giống thế lực siêu cấp nội tình thâm hậu phần lớn đều là danh trà danh tử mấy đời lưu truyền cải tiến trong đó còn có một số ít hàng cao cấp nghe nói ăn vào uống vào sẽ có thể tăng trưởng đạo ngân sở độ gật đầu dùng giọng điệu phân tích thời cuộc sau trận chiến núi nghĩa thiên đến nay thủ đoạn thực đạo của u hồn ma tôn cực kỳ sinh động kỳ diệu phi phàng thiên đình là địch nhưng bọn họ nghiên cứu thực đạo lại có thành quả khi triều quyền tịch thiên hạ ta nghe nói có truyền thừa thực đạo bại lộ ra ngoài khoảng năm sáu cái thân lớn truyền thừa được bắn vào bên trong bảo hoàng thiên thêm một người bán nhiều người sẽ được lợi hơn đủ loại như vậy khiến thực đạo dần dần được lưu truyền ra ngoài bách túc thiên quân gật đầu không thôi than thở một tiếng cuộc sống mệnh bị hủy năm vực hợp lại làm một ba tôn xuất hiện loạn chiến sắp xảy ra đây là tình huống chưa bao giờ có trong lịch sử Tực đạo có nguồn lúc từ người thú nếu có lưu truyền thì cũng bị người giữ tâm cất giấu nhưng đại thời đại trước mắt thực đạo không che giấu được không biết trong tương lai sẽ có bao nhiêu cường giả xuất hiện thực đạo như thế lực đạo cũng sẽ không thay đổi sở lão đệ ngươi muốn chấn hưng lực đạo nếu trong thời đại bình thường gần như là không thể nào nhưng trong đại thời đại này lại rất có triển vọng sở độ không khỏi cười ha hà lúc trước hắn ta và hắc nguyệt tiên tử đấu với nhau không tiếc bản thân trọng thương cũng muốn cứu hắc lâu lan vì thế đã cho người ta nhìn rõ trí hướng của hắn ta ánh mắt sở độ hơi sáng lên vẫn còn rất sớm hiện tại số cường giả lực đạo trong năm vực đếm không quá năm ngón tay ngoại trừ ta và hắc người tiên tử chỉ còn vị thái thượng đại trưởng lão phòng ra là nổi tiếng nhất muốn chấn hưng lực đạo nhất định phải thu hút càng nhiều cổ sư tu hành lực đạo càng tốt ta không thể thay đổi hoàn cảnh thiên địa nhưng ta có thể tạo ra nhiều cường giả lực đạo dẫn phát trào lưu này chương ba nghìn phương nguyên là đường lui hai bách túc thiên quân rốt cuộc tìm được đề tài lập tức chen vào sở lão đệ dường như quên mất một cường giả lực đạo trước đây nhiều khi hắn đã dựa vào thủ đoạn lực đạo bây giờ người này đã cao cao tại thượng nhìn xuống chúng ta như trời nhìn xuống vực sở độ sửng sốt một chút chợt giật mình biết bách túc thiên quân đang nói đến cổ nguyệt phương nguyên trong lòng sở độ biết dụng ý của bách túc thiên quân nhắc đến phương nguyên quyết định phối hợp sắc mặt trở nên nghiêm túc cổ nguyệt phương nguyên có thể tấn thăng tôn giả quả thật vượt quá dự liệu của chúng ta nhớ lại lần đầu tiên nhìn hắn. Ta đã cảm giác người này không thể coi thường, Hó mà ước đoán. Về sau, may mắn cùng hắn kề vai chiến đấu mấy lần, ta lại càng phát hiện tính cách người này kiên nhẫn, trí dũng song toàn, phàm là có người có tính cách đó, nhất định sẽ không bao giờ ở lâu dưới người khác. Thân phận của hắn đặc biệt là người trùng sinh được thiên ý lựa chọn, về sau lại còn là nhân tuyển của rất nhiều tôn giả tập trung vào phá hủy cổ số mệnh, cả đời hắn gặp nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng không có ai bên cạnh, cho nên khi hắn có thể bước đến bước cuối cùng trở thành một trong trí cường thiên hạ. ban đầu ta hoài nghi nhưng về sau phân tích sâu hơn ta ngược lại cảm thấy đó là chuyện bình thường bách túc thiên quân nghe dòng nghiêng tục gật đầu chính là ý này sau đó bách túc thiên quân vô thức hạ giọng cơ thể hơi nghiêng về phía trước nói với sở độ không biết gần đây sở lão đệ có liên lạc với vị luyện thiên ma tôn này không sở độ không trả lời mà hỏi ngược lại ồ bách túc lão ca ngươi muốn bách túc thiên quân giang hai tay cười khổ tình thế hôm nay sở lão đệ ngươi cần gì phải hỏi giữa chúng ta không đánh nhau thì không quen biết mặc dù chúng ta đều thành lập thế lực gia tộc nhưng vẫn luôn bị xa lánh ở bắc nguyên này nếu đổi lại bình thường chúng ta đều là tu ví bát triển ngoại trừ trung châu bất cứ chỗ nào chỉ cần chúng ta không chết chúng ta vẫn có thể đứng vững rất chân nhưng hiện tại lại là đại thời đại trước nay chưa từng có cử dương tiên tôn sống lại ông ta lại là người nổi tiếng bao che khuyết điểm bắt túc ra có thể thành lập thế lực là chiếm được căn cơ của hắc gia mà hắc gia lại là huyết mạch hoàng kim thật không dám giấu giếm sở lão đệ lão ca ca mấy ngày gần đây đều không ăn không ngủ lo lắng vô cùng sở độ vội vàng khuyên can cho dù cự dương tiên tôn bao che khuyết điểm bách túc huynh có tu vi bắt chuyển trường sinh thiên vẫn luôn muốn thống nhất toàn bộ giới cổ tiên bắc nguyên nếu giết huynh nhất định sẽ đánh mất lòng người nếu thiên hạ chỉ có một mình cứ dương tiên tôn ông ta tính mạng của chúng ta mới đáng lo nhưng trước mắt có đến ba tôn một thế vẫn còn sinh cơ và hy vọng gương mặt bách túc thiên quân hiện lên sự khổ sở sở lão đệ từ khi hai nhà chúng ta thành lập đến nay đã bị bộ tộc hoàng kim xa lánh phương pháp của bọn họ chúng ta lĩnh giáo còn chưa nhiều sao cử dương tiên tôn hoàn toàn không cần xuống tay với chúng ta chỉ cần tương lai năm vực loạn chiến đẩy hai nhà chúng ta lên chiến tuyến sung làm pháo hôi quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay sở độ nghe xong cũng không nhịn được mà gật đầu lời của bách túc thiên quân cũng là việc mà hắn ta lo lắng nhất bách túc thiên quân muốn thông qua sở độ liên lạc với phương nguyên cũng không muốn lập tức đầu nhập vào phương nguyên dù sao phương nguyên là luyện thiên ma tôn mà thiên đình và trường sinh thiên đã tuyên bố cả thiên hạ đều biết tính cách của hắn hung ác tàn nhẫn là một trong số đó bách túc thiên quân chính là muốn giữ lại một đường lui chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào đó trong tương lai suy nghĩ này của ông ta thật ra cũng là suy nghĩ của sở độ thật không dám giấu giếm đã lâu lắm rồi ta không liên lạc với phương nguyên sở độ thở dài một tiếng thanh thật nói sở độ lại nói quan hệ giữa ta và phương nguyên gần như thế nhân đều biết, cử Dương Tiên Tôn đang ở trên. Nếu ta liên lạc với Phương Nguyên, phong hiểm quá lớn. Nếu bị phát hiện, đó chính là họa. Nói thì nói như vậy, nhưng lúc này sở độ đã hạ quyết tâm. Thừa dịp ba tôn đều đang tịnh dưỡng, đã sớm âm thầm liên lạc Phương Nguyên, trải một đường lui cho sở ra. Tin tức ba tôn chung thấy chấn kinh thiên hạ. Sau khi hết khiếp sợ, các thế lực lớn đều suy tính tình huống bản thân. gần như cùng lúc, cường giả lực đạo thai thượng đại trưởng lão phong gia mà sửa độ nhắc đến cũng đang thương lượng với các cổ tiên trong gia tộc trong thư phòng thai thượng đại trưởng lão phong gia phòng công dùng giọng điệu run sợ đói không nghĩ phương nguyên lại trở thành ma tôn cũng may lúc đó tộc ta không từ chối phương nguyên mà tiến hành giao dịch với hắn nếu không chọc giận hắn có lẽ lúc đó còn ngăn được một hai nhưng trước mắt sẽ bị hắn trả thù khiến cho tộc ta rơi vào nguy cơ tồn vong một bên thai thượng tam trưởng lão thất truyền phòng gia phòng hóa sinh liền nói nói đến Phong gia cũng bị Phương Nguyên lừa vạt lâu như thế. Nhưng người này lại trở thành tôn giả, Phong Thê Trường hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui, ông ta và Phương Nguyên có thâm cừu đại hận, lúc trước, ông ta mưu tính Phương Nguyên. Kết quả sau khi bị Phương Nguyên giết chết, hồn phách bị Phương Nguyên đem ra làm thẻ đánh bạc, khiến Phong gia thu được rất nhiều hồn hạch và tạc tổ. Bây giờ, Phong Thê Trường đã có được lục thân, mặc dù chỉ có tu vi ngũ chuyển nhưng đã tích cực chuẩn bị thăng tiên, tu vi của ông ta giảm như địa vị vẫn không thay đổi dù sao cũng có con ngươi là phòng vân chống nữa vẫn được trên dưới phòng ra tín nhiệm và coi trọng mặc dù thủ đoạn trí đạo của phòng thê trường rất yếu nhưng cái nhìn đại cục vẫn còn chương 3614, không ta là đại ái tiên tôn một phòng thê trường cười lạnh một tiếng phân tích đừng nhìn phương nguyên thành tựu ma tôn nhưng tình hình trước mắt đúng là trước nay chưa từng có ba tôn cùng tồn trong lịch sử chưa bao giờ có mà trong ba tôn này lại có sự khác biệt vi diệu các ngươi nhìn đi thiên đình vạch trần cự dương tiên tôn khai sáng tu hành huyết đạo lại tuyên bố phương nguyên chính là luyện thiên ma tôn là phe cường thế nhất trường sinh thiên bác bỏ thiên đình tuyên bố cự dương tiên tôn tu hành huyết đạo chính là hành động nhân tử muốn tạo phúc thế gian đồng thời còn trách cứ phương nguyên là ma tôn trong ba bên chỉ có phương nguyên là không lên tiếng sau cuộc chiến ở phong ma quật hắn vẫn luôn nghỉ ngơi ở đông hải Đi thế có thể thấy được phương nguyên là người yếu nhất trong ba tôn tương lai ba tôn tất có đại chiến ta không phải là không có hy vọng báo thù phong ra ta ở sâu trong tây mạc vị trí cực tốt, tương lai nam vực loạn chiến, thế lực biên giới ắt vạp đại họa. Phòng gia ta chỉ cần thấp điệu ẩn núp, yên lặng phát triển, ba tôn quyết ra được bên thắng, chúng ta đầu nhập vào bên đó, nếu tôn giả chết hết, phòng gia chúng ta không phải không có hy vọng trở thành bá chủ Tây Mạc. Phòng công, phòng hóa sinh nghe phòng thê trường phân tích, không khỏi vật đầu, cuối cùng, phòng thê trường nhấn mạnh, nhìn chung Nam vực, Bắc Nguyên. Trung Châu và Đông Hải đều có tôn giả lãnh đạo, Nam Cương cũng có một liên minh chính đạo, duy chỉ có tây mạc chúng ta là vẫn thế lực cắt cứ như cũ năm bảy bảy mảng có thể nói tây mạc chúng ta là bên nhỏ yếu nhất trong năm vực dưới tình huống như vậy chúng ta không thể chủ động dẫn đầu làm gương làm mẫu trước nếu thế lực khác mời chào chúng ta chúng ta làm mọi việc đều thuận lợi tâm trầm đầu nhập vào lấy lợi ích chúng ta làm đầu trước đó phòng ra chúng ta bị vây công là bởi vì chúng ta thu được thành thần đế sai lầm như vậy chúng ta không thể tái phạm trở thành mục tiêu công kích quá ngu dần rồi phòng cong phòng hóa sinh vật đầu lần nữa mặc dù tu vi của ông không đủ nhưng cái nhìn đại cục vẫn phải có nam cương núi thiên lam đại bản danh la gia trong đại sảnh gần như tất cả cổ tiên la gia đều tập trung ở đây không đích thân tham gia thì đều để lại một ý chí thay thế bản thể tham dự thái thượng đại trưởng lão la gia la túc chỉ có tu vi thất truyền ông ta đào mắt nhìn một vòng lên tiếng ba tôn trung thế loạn chiến sắp diễn ra la gia nên đi đâu các vị có ý gì thì nói ra hết đi cổ tiên la gia nhìn nhau rất nhanh trong đó có một người lên tiếng người này chuyên tú vũ đạo chính là đại tướng la gia la nhiên có được chiến lược thất truyền đỉnh phong so với thái thượng đại trưởng lão la gia còn cao hơn một bậc la nhiên lên tiếng chư vị ba tôn trung thế tin tức rúng động lòng người ta khổ tâm thật lâu đổi vị trí suy nghĩ nếu ta là bất kỳ bên nào trong ba tôn ta sẽ chiếm đoạt nam cương tê mặt trước dù sao quả hồng mềm dễ bóc ba tôn khai chiến đối với đông hải Trung Châu và Bắc Nguyên đều không tốt. Quyết sách sáng suốt nhất chính là trước cố gắng làm lớn mạnh bản thân, chiếm đoạt càng nhiều địa vực và tài nguyên, sau đó tiến hành giao phong với tôn giả. La gia chúng ta nằm ở đầu Bắc Nam Cương, vân Trung Châu nhất. Nếu Tinh Túc Tiên tôn ra tay với Nam Cương, La gia chúng ta tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Quần Tiên La gia đều gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Sau khi bức tường ngăn giới Nam vực biến mất, áp lực của bọn họ càng lúc càng tăng, cũng cần phải suy nghĩ đường ra cho La gia. La Nhiên nói tiếp, Ba tôn trung thấy. Nam Cương chúng ta trừ phi xuất hiện tôn giả, nếu không, cho dù liên hợp lại tất cả cổ tiên Nam Cương, thật lòng hợp tác cũng không phải đối thủ của bất kỳ người nào trong ba người. Thế lực siêu cấp khác còn có chỗ chống lựa chọn, còn La gia chúng ta ở giáp giới Nam Cương Trung Châu, chỉ sợ một khi xảy ra xung đột, chúng ta nhất định phải lựa chọn đầu tiên. Vừa dứt lời, quần tiên La gia lập tức bồn trồn, một người đứng lên, giận dữ lên tiếng, lai nhiên, ý của ngươi là La gia chúng ta không chiến mà hàng sao? La gia chúng ta đời đời kiếp kiếp công chính ngay thẳng. Ngươi cũng không cần để ý chuyện này sao? La gia chúng ta bảo vệ chính nghĩa vinh quang, ngươi cũng vứt bỏ sao? Mọi người quay lại nhìn, thấy người lên tiếng chất vấn chính là La Phi, sau đó, không ít cổ tiên La gia phụ họa La Phi. Khi La gia chúng ta đã từng huy hoàng, mấy lần gần chạm đến địa vị của Vũ gia, tại sao lại có thể làm ra hành động hèn nhát như thế? Đúng vậy, Tôn giả vô địch không sai, nhưng lúc này lại là ba tôn trung thế, chưa hẳn không có tôn giả khác phục sinh, tương lai có rất nhiều khả năng chúng ta không thể từ bỏ được, treo ta thấy, ba tôn đương thời không có ai đáng cho chúng ta gia nhập vào. Thiên đình thì theo chế độ sư môn. Nếu la ra chúng ta gia nhập, nhất định phải thay đổi. Cư dương tiên tôn là tiên tôn nổi tiếng bao che huyết điểm, bách túc ra. Sở ra nhiều lần bị huyết mạch hoàng kim xa lánh, luyện thiên ma tôn và tộc ta thì có nhiều thù cũ, nếu cúi đầu trước hắn. Ngay cả bản thân ta cũng xem thường mình, thay quần tình xúc động, la nhiên vội vàng khoát tay, chư vị, ta nhất thời cân nhắc không chu toàn. La Phi trừng mắt, La Nhân đại nhân, ngươi là đệ nhất cường giả của chúng ta, nếu ngay cả ngươi cũng có suy nghĩ như vậy, ngươi thật khiến người khác thất vọng quá. Mặt La Nhân hiện lên sự xấu hổ, là ta sai rồi. Chương lăm. không, ta là đại ái tiên tôn hai, La Phi thuần thấy nói tiếp, treo ta thấy, thế cục cũng không quá hiểm ác, ba tôn trung thế, Kinh kỵ lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, cũng không dễ dàng ra tay đâu. Trong cuộc chiến phong ma quật, đám người khí tiệt ma tiên, tiêu hà tiêm tử trận, dưới chứng phương nguyên tổn thất nặng nề ngay cả bản thân hắn cũng còn đang nghỉ ngơi đông hải cũng không động đến hoàn toàn không còn dư lực nhúng chàm những người khác ngoài ra mặc dù nam cương chúng ta không có tôn giả nhưng cũng có nam liền có minh chủ vũ dung đại nhân khi đại chiến số mệnh chính vũ dung đại nhân đã lãnh tạo chính đạo chúng ta ông ta chưa bao giờ để chúng ta thất vọng qua vì sao chúng ta không tận tâm với ông ấy giữ lại một phần hy vọng thơ mình nói xong la phi ngồi xuống không ít cổ tiên la gia gật đầu cho rằng ý kiến này rất có lý từ trên xuống dưới la gia đều ôm cảm tình đối với vũ gia lúc trước khi la gia thăm dò động thiên khí tuyệt thất bại bị truy sát đã từng cầu viện vũ gia giữ gìn thực lực gia tộc sau thời gian một chén trà la túc tuyên bố tan họp chỉ giữ lại la nhiên bí mật bàn bạc lần này ủy khuất cho ngươi rồi la túc xin lỗi la nhiên lắc đầu quy hàng trung châu cũng là tâm ý ban đầu của ta chỉ là hôm nay thăm dò La Gia cũng không muốn tùy tiện cúi đầu, cho rằng đó là chuyện nhượng bộ. Mặt khác, con tiên cổ tín đạo kia cũng là mục đích của tiên hạc môn. Cho dù La Gia chúng ta thật sự chọn Trung Châu, ít nhất cũng phải cùng một chiến tuyến của thiên đình chứ. La Túc thở dài, La Gia chúng ta vẫn luôn có gia phong của chúng ta, tài đức của ta nông cạn. Ta thật sự lo lắng cho an nguy của La Gia, như ngươi nói rất đúng, lúc này còn chưa đến hỏa hầu, vẫn nên tiếp tục duy trì liên lạc với tiên hạc môn. Trung Châu, tiên hạc môn, cây xanh ung tùng, gió mát thổi vào mặt bên trong tiểu đình trên sườn núi một vị thiếu niên cổ tiên đang thổi ngọc tiêu tiếng tiêu du dương một con tiền hạc nhanh nhẹn bay múa giữa không trung thiếu niên cổ tiên một thân bạch bào như tiết lông mày thon dài xanh biếc rủ xuống bên hông là hạc phong dương chuyên tù nô đạo có danh xưng hạc vũ phi tiên lần này ta độ kiếp thành công tấn thăng thất chuyển không nghĩ đến vừa xuất quan đã nghe tin tức kinh người ba tôn trung thế không chỉ tinh túc tiên tôn cử dương tiên tôn phục sinh còn có một vị tân luyện thiên ma tôn Cổ nguyệt phương nguyên trong lòng hạc phong dương cảm thấy phức tạp nhớ ngày đó chính ông ta chỉ thị cho thiên hạc tượng nhân đến sơn trại cổ nguyệt ở nam cương đối phó phương nguyên giành lấy phúc địa hồ tiên nếu lúc trước ta hung ác tâm ngoan đích thân ra tay phải chăng đã có thể giết chết phương nguyên rồi hay không suy nghĩ này không khỏi xuất hiện trong đầu hạc phong dương nhưng chợt hạc phong dương lắc đầu khả năng cao là ông ta sẽ phải chịu thất bại bởi vì đằng sau phương nguyên là thiên ý và tôn giả khác giao đấu cho dù có khả năng diệt trừ sớm phương nguyên bây giờ còn cái gì có thể sử dụng phương nguyên đã làm ma tôn còn hạc phong dương ông ta vừa mới thoát khỏi lục chuyển tấn thăng thất chuyển mà thôi trong lòng hạc phong dương vừa thất vọng vừa hâm mộ nhưng hâm mộ chiếm nhiều hơn ông ta vất vả tu hành nhiều năm như vậy lại trơ mắt nhìn phương nguyên từ một phàm nhân tấn thăng nhanh chóng cuối cùng trở thành tôn giả bỏ xa ông ta ở đằng sau khiến ông ta ngay cả cái bóng lưng của phương nguyên cũng không nhìn thấy nhưng bên trong tiếng tiêu cảm xúc của hạc phong dương dần dần bình ổn lại ngươi có duyên phận của ngươi Phương Nguyên có thành tựu này, mọi trừ cơ duyên. Còn có mưu trí và chém giết, bao nhiêu lần hắn nhìn rõ thế cục hỗn loạn, bao nhiêu lần sắp táng mệnh dưới tay người khác, còn ta cũng không phải là không có hy vọng. Thời kỳ hòa bình, nô đạo hao phí tài nguyên của môn phái, khi năm vực sắp loạn chiến, ta chuyên tù nô đạo, tất nhiên sẽ càng được môn phái coi trọng, đạt được nhiều tài nguyên và chiếu cố hơn nữa, còn nữa, trước đó ta tự tác chủ trương, lén lút lấy danh nghĩa tiên học môn gửi tiên cổ tính đạo đến La Gia Nam Cương, tiến hành chiêu hàng. Thái thượng đại trưởng lão La gia cũng không lập tức hủy đi tiên cổ tiến đạo đã cho thấy một thái độ rất rõ ràng. Nếu việc này có thể thành công, chính là một công lao rất lớn. Điểm công hiến sẽ vô cùng khả quan. Đến lúc đó, ta sẽ đổi tiên đan của thiên đình cho ngươi, trợ giúp tiểu cửu ngươi trở thành hoang thú thượng cổ. Hạc Phong Dương nhìn con cửu cung hạc đang bay múa trước mặt, mỉm cười nói: cửu cung hạc là hoang thú, có quan hệ vô cùng thân thiết với Hạc Phong Dương. Từng có lúc nó chúng tiên cổ trụ đạo hồi thủ, từ trường thành không ngừng quay lại biến thành hạc thiếu niên rồi hạc con. Hạc Phong Dương tích cực chữa trị, không tiếc hao phí, rốt cuộc cũng giúp cho nó trở lại hình dáng ban đầu. Đông Hải, sương mù năm màu mênh mông cuồn cuộn không ngừng co vào, cuối cùng tập hợp vào bên trong tiên khiếu trí tôn của Phương Nguyên. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên một hòn đảo nhỏ vô danh, trước mắt là một khoảng không, không bị sương mù che lấp. Sau đó, hắn nhìn thấy một đội ngũ của tiên bay đến, khi còn cách hắn ngàn bước thì rơi xuống mặt biển, cúi đầu bái hắn, chủ động thần phục. Những người này đều là cổ tiên chính đạo Đông Hải, các thái thượng đại trưởng lão gia tộc đều có mặt bên trong lấy a tiên tôn thẩm thương và lục úy nhân dẫn đầu phương nguyên sững người chợt hiểu ra cười ha hả kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt từ nay về sau ta sẽ đối xử với các ngươi như thuộc hạ của mình chương ba nghìn không ta là đại ái tiên tôn 3. quần tiên lập tức cảm kích đồng thanh nói chúng ta bày kiến luyện thiên ma tôn nguyện vì ma tôn đại nhân hiệu lực nào biết phương nguyên chậm rãi gật đầu ta quyết định công bố với toàn thiên hạ hắn đồng thời trao đổi với bảo hoàng thiên bắt đầu tuyên bố cái gì là luyện thiên ma tôn danh xương này ta không nhận đám người thầm thương sửng sốt ta không phải ma đạo mà là chính đạo trước đó ta vì mưu cầu phúc lợi thương sinh liều cả tính mạng của mình trải qua ngàn khó vạn hiểm hủy đi cổ số mệnh khiến cho người trong thiên hạ được tự do hoàn toàn nhưng ta lại bị thế lực mục nát của thiên đình chèn ép cực lực cản trở ta và tiên tôn nhạc thổ là hào hữu chí giao trong trận chiến phong ma quật ta nhận phó thác của ngài ấy trước khi lâm chúng cho nên sau khi ta thành tôn sẽ bắt trước nhạc thổ tiên tôn vì hai hòa nam vực kính dâng cả đời các vị không thể tin vào lời đồn nhà thổ tiên tôn không phải do ta giết chết mà là tinh túc tiên tôn và cự dương tiên tôn hợp ngưu ép chết phương nguyên nghĩa chính ngôn từ khiến thầm thương và lục úy nhân chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn thủ lĩnh chính đạo đông hải nghe xong giống như tưởng mình đang nghe nhầm điệu cả phương nguyên bỗng nhiên cao lên thế nhân hãy gì nhớ cùng nguyệt phương nguyên ta chính là đại ái tiên tôn kể từ hôm nay ta sẽ sáng tạo thiên địa nhất gia đại ái minh tạo phúc thế gian năm vực hài hòa tin tức này nhanh chóng truyền bá bên trong bảo hoàng thiên cổ tiên trong thiên hạ trong chớp mắt đều biết mặc kệ là bách túc thiên quân đang nướng đồ ăn với sở động, hay là ba đại thủ lĩnh phòng gia đang thương lượng với nhau hoặc quần tiên la gia Hạc phong dương đều nhận được tin tức kinh người này nhưng phương nguyên cũng không ngừng lại vẫn còn tiếp tục hắn ném một danh sách vào bên trong bảo hoàng thiên bên trong ghi chép rất nhiều cổ trùng chỉ cần cổ tiên cổ sư bỏ ra cái giá thích hợp phương nguyên sẽ vì người đó luyện chế cổ trùng mặc kệ phản cổ quy mô lớn như thế nào cho dù tiên cổ là bắt triển cũng có thể luyện chế năng vực xôn xao đây là lời hứa của cổ nguyệt phương nguyên ta lời hứa của một vị tôn giả luyện đạo cổ trùng là hạch tâm là nền tảng của cổ tu ta nhưng cho đến lúc này chúng ta có quá ít nhất là tiên cổ đây là hành động tạo phúc đầu tiên cho thiên hạ của phương nguyên ta luyện chế tiên cổ cho người trong thiên hạ mặc kệ ngươi đã từng có ân oán tình cừu gì với ta mặc kệ chúng ta là địch hay là bạn ta sẽ bất kể hiềm khích lúc trước đối xử công bằng luyện cổ cho các vị dùng điều này chứng minh ái tâm của ta ta hiểu sự lo lắng của mọi người nhưng trên thực tế ta đã sớm giao dịch với rất nhiều thế lực rất nhiều cổ tiên vì bọn họ mà luyện rất nhiều tiên cổ ví dụ như phòng gia tây mặc ta nhiều lần giao dịch với bọn họ đây đều là chứng cứ tây mặc phòng cong phòng thê trường và phòng hóa sinh liếc mắt nhìn nhau mắt ai cũng trợn tròn vừa nãy còn nhấn mạnh thấp điệu ẩn núp không thể trở thành mục tiêu công kích sắc mặt phòng thê trường tráng bệch với vũ gia nam cương ta đã luyện chế tinh cổ bát chuyển cho vũ dung không chỉ một con chứng cứ đều ở đây vũ dung từ trên xuống dưới la ra la phi ông đầu tâm như nát bấy vì sao vũ dung đại nhân ngài đã âm thầm cấu kết với phương nguyên vì sao hoặc như bách túc ra bắc nguyên ta và bách túc thiên quân có không ít lần hợp tác liên lạc rất thường xuyên phương nguyên tiếp tục tuyên bố bách túc thiên quân giống như tượng đá Tham trúc trong tay đã dấy lên ngọn lửa, Sở Độ nhìn ông, giống như đang hỏi, "Lão ca, chuyện gì xảy ra thế, huynh và Phương Nguyên đã âm trầm giao dịch, vì sao lại còn mượn ta liên lạc với Phương Nguyên chứ?" Phương Nguyên lại nói, "Không chỉ bác Nguyên, ngay cả Trung Châu cũng có, ví dụ như Hạc Phong Dương của Tiên Hạc môn, trước kia ta cũng có tiếp xúc với ông ta." Có thể nói là không đánh thì không quen biết, nói xấu, đây chỉ là nói xấu, Hạc Phong Dương tức giận đến mức quang tiêu ngọc xuống đất, toàn thân chấn động, cuối cùng Phương Nguyên nói. Tin hay không, thật ra đều tùy mọi người, phong hiểm đương nhiên có, nhưng nếu là thật thì sao? Vì sao lại không thử nghiệm một chút? Xin mọi người hãy tin tưởng ta, cách đây rất lâu. Mọi người đã hiểu lầm ta, cho nên, ta cũng xin hướng người trong thiên hạ mà chứng minh, ta là đại ái tiên tôn, Phương Nguyên tuyên bố xong. Trên mặt biển, gió vẫn thổi vù vù, cổ tiên Đông Hải còn quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn Phương Nguyên. Đổ hiện ngốc chạy, nhìn bọn họ. Phương Nguyên nở nụ cười thân thiết, chư vị, tất cả đứng lên đi các ngươi đều gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh tiêu đãi nhận được sẽ nhiều hơn ta cam đoan lý tiểu bạch đi theo một số cổ tiên tín đạo cẩn thận ẩn núp tiểu bạch hiện tại hai thiên hắc bạch đang dung hợp lẫn nhau khó khăn chắc trở hoàn cảnh nguy hiểm đợi lát nữa đàn chó bay đến ngươi chỉ cần đứng nhìn không cần hành động hiểu chưa một vị cổ tiên tín đạo thất truyền đi đầu dặn dò lý tiểu bạch vội vàng ngợt đầu vâng ta chinh ngay theo các vị tiền bối biểu hiện của ý rất ngoan một chút cũng không có ngạo khí của đại tài tử, điều này khiến cho các cổ tiên tín đạo lại càng hào cảm đối với y. Lý Tiểu Bạch đã sớm tấn thăng thành cổ tiên lục truyền tín đạo, nữ tư chất của mình đi trở thành cổ tiên hậu bối được xem trọng nhất ở động Thiên Hoa Văn. Những cổ tiên tín đạo này đều đến từ động Thiên Hoa Văn, thân phận ít nhất đều là quan lớn trong triều của động Thiên. Chế độ của động Thiên Hoa Văn rất kỳ lạ, cổ tiên gia nhập triều đình, đa số đều đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều. Lý Tiểu Bạch thăng lên làm cổ tiên, tương lai cũng sẽ làm việc trong triều đình chương 3617, tráng đen lẫn lộn một mọi lệ duy nhất phải kể đến hoa ngữ lão tiên tu vi của ông cao đến bát chuyển ẩn cư phía sau khống chế toàn cục tối rồi một lát sau cổ tiên phụ trách điều tra bỗng nhiên lên tiếng chúng tiên vội vàng thi triển một số sát chiêu riêng phần mình ẩn núp càng sâu rất nhanh lý tiểu bạch liền nhìn thấy một đàn thiên đàn khuyển chân đạp hư không lao nhanh đến đây đều là hoang thú thượng cổ vũ đạo lấy cổ trùng vũ đạo làm thức ăn tổng cộng có 368 con thiên tàn khuyển còn có bốn con thôn thiên khuyển lý tiểu bạch tu hành tín đạo am hiểu nhất là thu thập tin tức lần đầu tiên nhìn thấy đã thăm dò rõ ràng quy mô đàn chó thiên tàn khuyển là hoang thú thượng cổ khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định sẽ có khả năng trở thành thôn thiên khuyển thôn thiên khuyển là hoang thú thái cổ lấy mảnh vỡ cửu thiên động thiên phúc địa làm thức ăn từ trước đến nay là uy hiếp to lớn cho động thiên hai thiên đàn chó không ngừng bay đến gần cổ tiên bên trong động thiên hoa vân bắt đầu lặng yên liên thủ thi triển sát chiêu sát chiêu tín đạo vô thanh vô tức nhanh chóng khuếch tán ra ban đầu đàn chó cũng không có gì thay đổi nhưng sau người hô hấp ba con thôn thiên khuyển dừng bước nhai răng trợn mắt nhìn về một hướng lô vẻ cảnh giác một con thôn thiên khuyển còn lại cũng chậm dần bước chân bốn con thôn thiên khuyển đều sủa to trong đó có ba con thôn thiên khuyển mang theo đa số thiên tàn khuyển thay đổi lộ tuyến tiến lên chạy về một hướng khác con thôn thiên khuyển cuối cùng dẫn 20 con thiên tàn khuyển tha đường cũ tiến lên cổ tiên động thiên hoa văn vẫn luôn ẩn núp cho đến khi đàn chó thoát khỏi ánh mắt lúc này bọn họ mới xuất hiện thở phào một hơi tốt rồi chuyện đã thành thân lớn đàn chó đã bị chúng ta lừa cho rằng bên kia có thức ăn phong phú thật ra đó lại là một đám hồn thú ha ha đám hồn thú cũng bị gieo thủ đoạn tiến đạo sau khi đàn chó tiến lên sẽ hiểu lầm bên trong hồn thú ẩn giấu tiên khiếu bọn chúng sẽ chém giết lẫn nhau còn con thôn thiên khuyển không bị đánh lừa rất có thể có tên cổ hoang dã trên người nhưng quy mô như vậy hoa ngữ đại nhân có thể xử lý được tiểu bạch nhìn thấy chưa tương lai tu vi của ngươi tăng lên thất truyền phải thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ như vậy động thiên hoa văn của chúng ta không thể động đậy nhìn trì ngưng tụng một điểm ký thác hư không nhưng lại có rất nhiều nguy hiểm cần hóa giải lý tiểu bạch vội vàng đáp ta nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn các cổ tiên lập tức khởi hành thuận theo con đường của con thôn thiên khuyển kia tiến lên con thôn thiên khuyển này dẫn theo một số tàn thiên khuyển nửa đường bị mai phục bị hoa ngữ lão tiên bố trí thỏa đáng sát chiêu chiến trường bao vây sau một phen đại chiến thôn thiên khuyển mất mạng quả nhiên có tiên cổ hoang dã đáng tiếc đã bị hư hại trong cuộc đại chiến có một số thiên tàn khuyển lọt lưới cận theo khe hở sắt chiêu chiến trường bị tàn phá chạy trốn ra ngoài dù sao bọn chúng tu hành vũ đạo có bản lĩnh chạy trốn nhưng chật bọn chúng liền vạc phải đám người lý tiểu bạch mấy vòng sắt chiêu bao trùm xuống đám thiên tàn khuyển đều trở thành toái thi lý tiểu bạch cũng ra tay tốn một chút tiên nguyên tác dụng nhỏ bé nhưng y lại biểu hiện rất hưng phấn còn chưa đã diển lưu lại ấn tượng tuổi trẻ đáng yêu của vãn bối trong mắt các cổ tiên ở đây hoa ngữ lão tiên thu hồi sát chiêu chiến trường quần tiên vội vàng bái kiến hoa ngữ lão tiên nhảy lượt đầu ánh mắt huyết nhìn mọi người khi nhìn thấy lý tiểu bạch ông liền mỉm cười với y ông rất thưởng thức vị vãn bối trẻ tuổi này trong lòng ông dễ lý tiểu bạch chính là miêu hồng là cổ tiên kiệt xuất nhất gần 100 năm qua của động thiên hoa văn đại diện cho tương lai của động thiên hoa văn hay không nghĩ đến khí hải lão tổ lại là vân thân của luyện thiên ma tôn phương nguyên Phương Nguyên xảo trá âm hiểm, ta đã bị hắn vạt, Nếu không phải Thiên Đình và Triều Dinh Thiên khám phá ra chân tướng, chỉ sợ ta vẫn còn bị hắn lợi dụng. Cái gì là đại ái tiên tôn? Mấy lời này chỉ có thể gạt người, người ngoài cũng không đáng tin. Chỉ có cổ tiên trước mắt là người đáng tin tưởng nhất mà thôi. Khí Hải lão tổ đã từng đích thân ra tay tương trợ động thiên hoa văn, hoa ngữ lão tiên vì vậy đã rất tôn kính khí Hải lão tổ. Sau khi gia nhập chính khí Minh, một mực như thiên lôi sai đầu đánh đó với khí Hải lão tổ, nhưng bây giờ thân phận của khí hải lão tổ bị vạch trần lúc trước hoa ngữ lão tiên kính trong khí hải lão tổ bao nhiêu thì bây giờ lại xấu hổ và giận dữ bấy nhiêu tinh thần hoa ngữ lão tiên không yên nhưng điều hiện vẫn chấn định chủ trì thế cục ông một mặt ra lệnh cho cổ tiên quét dọn chiến trường thanh trừ vết tích mặt khác thì điều động cổ tiên thăm dò chung quanh đều là cổ tiên tu hành tín nạo rất nhanh chiến trường đã được xử lý thỏa đáng không lưu lại bất kỳ manh mối nào các cổ tiên khác điều tra cũng mang về tin tức khí tường thiên cương ở giữa hai thiên thái cổ đã tiêu tán hơn phần nửa tình thế hai thiên dung hợp càng lúc càng nghiêm trọng không chỉ đàn thú chém giết nhau tấp nập trong hai thiên đạo ngân vốn có trong hai thiên cũng tịch liệt thay đổi xung đột hao tổn lẫn nhau hóa phân thắng bại cật ra khi tường thiên cương đã bắt đầu tiêu tán từ sớm hiện tại bức tường ngăn dưới năm vực biến mất hai thiên cũng bước vào thời kỳ sát nhập mãnh liệt nhất điều này dẫn đến sự dung chuyển kịch liệt những động thiên ở bên trong hai thiên đều đứng trước phiền phức không ngừng đàn chó vừa nãy là uy hiếp cao lớn đối với động thiên hoa văn cũng may mà đã được xử lý sớm chương 3618, trắng đen lẫn lộn hai điều làm cho hoa ngữ lão tiên và các cổ tiên tín đạo lo lắng không chỉ là phiền phức trước mắt mà còn là cách cục năm vực hai thiên Phương nguyên phá quan mà ra công khai tuyên bố mình là đại ái tiên tôn sáng lập thiên địa nhất ra đại ái minh hai vị á tiên tôn lục úy nhân và thẩm thương đã dẫn theo gia tộc siêu cấp chính đạo đông hải đầu nhập vào phương nguyên trinh khí minh và liên minh dị tộc đã nhập vào thiên địa nhất ra đại ái minh tình huống của đám người hoa ngữ lão tiên vô cùng lúng túng nói đến bọn họ và đám người khô lâu mẫu mẫu cũng là thành viên chính khí minh chỉ là đến nay cơ nghiệp của bọn họ đều ở trong hai thiên vì thế đã bị thế lực siêu cấp đông hải mơ hồ bài xích ban đầu chuyện này cũng chẳng sao hoa ngữ lão tiên và đám người khô lâu mẫu mẫu chỉ cần ôm chặt đùi khí hải lão tổ là được nhưng bây giờ thân phận của khí hải lão tổ bị lộ ra ngoài còn là vân thân cừu địch lớn nhất của bọn họ thì ra bọn họ ông đùi lại là ông đùi của phương nguyên hoa ngữ lão tiên khô lâu mẫu mẫu khó tránh khỏi giống như nằm mộng kiệt biến hai thiên khiến cho bọn họ mệt mỏi ứng phó lúc này phương nguyên lại tuyên bố mình là đại ái tiên tôn dung chuyển toàn bộ thiên hạ dưới cổ tiên năm vực cũng vì đó mà xô xao cổ nguyệt phương nguyên từ khi tu hành đến nay làm việc hùng ác tàn sát số người không đếm được thuộc trận danh ma đạo bây giờ tự tẩy trắng cho mình rồi sao nếu tẩy trắng dễ dàng như vậy còn cần chính đạo để làm gì trong lòng hoang ngữ lão tiên khịt mũi coi thường nhưng cũng không dám làm gì lần này phương nguyên tuyên bố quả thật là một câu chuyện tiếu lâm nhưng tu vi mà tôn. Ai dám cười, không thấy chính đạo Đông Hải là người cúi đầu đầu tiên sao. Trường sinh thiên, thiên đỉnh có diễu cợt, có thể bắt được Phương Nguyên bây giờ sao, không thể kéo dài được nữa. Phương Nguyên đã thu nạp chính đạo Đông Hải, thế lực hai thiên chúng ta không thể đứng quan sát mãi được, gia nhập Phương Nguyên, hay là thiên đỉnh, hai cúi đầu trước trường sinh thiên. Động thiên hoa văn cũng không phải ở Trung Châu, nó nằm bên trên Bắc Nguyên. Điều này là nguyên nhân hoan ngữ lão tiên gia nhập chính khí minh, bây giờ gia nhập vào phương nguyên là thuận tiện nhất nhưng cứ như vậy động thiên hoa văn khẳng định không giữ được vì sao ai cũng biết phương nguyên có tiên khiếu trí tôn động thiên hai thiên đều là mục tiêu nước khiếu của hắn nếu gia viên đã không thể bảo vệ được tại sao phải đầu nhập vào phương nguyên chứ nói thật hoa ngữ lão tiên rất phản cảm với kiểu ma đầu như phương nguyên tâm tư hoa ngữ lão tiên linh hoạt đối với ông mà nói lựa chọn có quá nhiều chỉ là lựa chọn như thế nào quả thật là nan đề trường sinh thiên nơi trung tâm nhất tọa là kiếp vận đàn bốn phương tám hướng kiếp vận đàn phân ra tứ hoang xung quanh tứ hoang phân ra tám khu vực chính là bát cực bầu trời tứ hoang bao phủ ánh sáng màu vàng óng trên không bát cực thì nội nhạo vầng sáng màu xanh cử dương tiên tôn trở lại trường sinh thiên đã được một thời gian ngủ một tiếng vang nhỏ đạo ngân tình đạo sau cùng trên người cử dương tiên tôn đã hóa thành một vòng tinh hỏa hoàn toàn tiêu tán thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn cử dương tiên tôn thở ra một hơi tiếp theo chính là luyện hóa đạo ngân vận đạo trong năm vực hai thiên khôi phục uy đạo chủ trong cuộc chiến phong ma quật chiến lực mà tinh túc tiên tôn và cự dương tiên tôn biểu hiện không phải là biểu hiện của tôn giả bởi vì hư không đó không có đạo ngân tự nhiên để bọn họ luyện hóa Nhiều có mọi hành động của tôn giả sẽ được đạo ngân tự nhiên gia trì tăng phúc trở nên vô cùng đáng sợ điều này rất giống với bên trong sinh tử môn u hồn ma tôn nhận được rất nhiều đạo ngân hồn đạo trợ giúp nhưng nghiêm ngặt mà nói u hồn ma tôn cũng không tính là đạo chủ chân chính dù sao thần trí của ông ta đã trở nên mơ hồ khi cự dương tiên tôn còn sống đã luyện hóa tất cả đạo ngân vận đạo trong nam vực nhưng sau khi ông ta chết số đạo ngân vận đạo này dần dần được thiên đạo lo liệu hiện tại còn cần phải luyện hóa lần nữa mới có thể để ông ta sử dụng được đạo ngân vận đạo bên trong trường sinh thiên vốn là của tiên khiếu cự dương tiên tôn lưu lại cũng không chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên cho nên không bị thiên ý ăn mòn chỉ cần chiến đấu bên trong trường sinh thiên tức lực của cự dương tiên tôn so với u hồn ma tôn bên trong phong ma quật còn cường đại hơn quy mô đạo ngân vận đạo của cựu dương tiên tôn không bằng u hồn ma tôn nhưng kết hợp đạo ngân bàng bạc của trường sinh thiên gia trì ông có thể vượt qua được bà thể u hồn ma tôn nhân tố quan trọng nhất chính là thần trí của cựu dương tiên tôn vẫn còn thanh tỉnh đáng tiếc bây giờ ta không thể dung hội tiên khiếu ban đầu vào người mình Cự dương tiên tôn không phải là không có thủ đoạn di truyền tiên khiếu một khi dung hợp trường sinh thiên thực lực của cựu dương tiên tôn sẽ tăng vọt quy mô đạo ngân vận đạo trên người sẽ vượt qua cả phương nguyên đến lúc đó ông ta hành tẩu năm vực hai thiên gần như không còn cố kỵ gì dù sao trường sinh thiên cũng là thành quả tu vi đỉnh phong của cửu dương tiên tôn là nội tình của cử dương tiên tôn sau khi trải qua ba lần đại nạn hỗn độn còn phương nguyên chẳng qua chỉ đột phá được một lần thiên đạo trói buộc lạnh kháng hỗn độn bên trong phong ma quật cùng lắm cũng chỉ được tính là một trận hỗn độn có độ khó nhỏ bây giờ đối với cựu dương tiên tôn mà nói còn chưa đến lúc hấp thu trường sinh thiên bởi vì ông ta kiêm tu huyết đạo chương ba nghìn nguyên tắc và danh giới cuối cùng của phương nguyên một cử dương tiên tôn lấy huyết đạo làm chính vận đạo làm phụ kế hoạch kiêm tu hai đạo ông ta bày mưu nghĩ kế lâu như vậy tất nhiên có pháp môn kiêm tu huyết đạo vận đạo thượng giai nhưng cơ thể của ông ta không phải tiên thể trí tôn bất kể kiêm tu như thế nào đạo ngân vẫn bài xích nhau như cũ hiện tại cử dương tiên tôn mới chính thức tu hành huyết đạo không bao lâu đạo ngân vận đạo trong cơ thể rất nhiều nhưng đạo ngân huyết đạo lại rất ít trên lệch lẫn nhau là cực hạ. nếu mạo muội dung hợp trừ sinh thiên số lượng đạo ngân vận đạo tăng vọt các chế huyết đạo sắp chết khiến cho kế hoạch kiêm tu của cự dương tiên tôn bị phá tan mặc dù tạm thời không thể thu hồi trường sinh thiên nhưng phương diện luyện hóa đạo ngân tự nhiên ta có một ưu thế lớn nhất đó chính là tiên nguyên cử dương tiên tôn là vị tôn giả có tiên nguyên dự trữ nhiều nhất trong ba tôn trước mắt mà nói ông ta có hơn một ngàn viên tiên nguyên hoàng hại đa số trong đó là kiếp trước của ông ta lưu lại bên trong trường sinh thiên lúc đó ông ta bảo tồn được rất nhiều nhưng về sau lại tiêu hao không ít cộng thêm sau khi cự dương tiên tôn chết trường sinh thiên không thể tự sản sinh ra tinh nguyên đến cuối cùng tinh nguyên dự trữ chỉ còn lại chưa đầy một thành nhưng số lượng này cũng là nhiều nhất rồi đối với điều này cự dương tiên tôn có lòng tin 10 phần bởi vì ông ta biết rất rõ luyện thiên ma tôn phương nguyên vừa mới tấn thăng tiên nguyên dự trữ trực tiếp là con số không tiên nguyên bắt chuyển dự trữ cho dù có cũng không nhiều điều này có dùng cái mông cũng có thể đoán ra được phương nguyên từ lúc trùng sinh đến nay tu vi đột nhiên tăng mạnh Gần như không thu kém ai trong cuộc đại chiến, cộng thêm hắn luyện chế rất nhiều tiên cổ, tổ hợp thành nhiều tiên cổ phòng, đầu tư khổng lồ như thế, còn lại bao nhiêu tiên nguyên chứ? Hiện tại, Cử Dương Tiên Tôn hài lòng nhất chính là khiến cho Phương Nguyên trúng sát chiêu vận đạo họa hề phúc sở ỷ của ông ta bên trong phòng ma. Quật, mặc dù Phương Nguyên đã dựa vào sát chiêu này, tương kế tự kế lừa được công ta, nhưng không thể phủ nhận, tiên khiếu trí tôn của hắn đã vì một chiêu này mà gặp tổn thất rất to lớn, cộng thêm hỗn độn đánh vào, Cử Dương Tiên Tôn đánh giá hiện trạng tiên khiếu trí tôn tuyệt đối vô cùng thê trả phương nguyên như vậy dự trữ của tinh túc tiên tôn do ra còn kém hơn cự dương tiên tôn vì sao thật ra nguyên nhân rất đơn giản bởi vì thời đại của tinh túc tiên tôn đến bây giờ đã quá lâu cho dù nàng ta có để lại nhiều tiên nguyên phong phú cổ tiên thiên đình cũng đã sử dụng quá nhiều đừng quên sau tinh túc tiên tôn liên tiếp ba vị ma tôn là vô cực ma tôn cùng man ma tôn và hồng liên ma tôn đã tấn công vào thiên đình khi thiên đình phản kháng ba đại ma tôn có thể không cần thủ đoạn tôn giả nhưng có thể không tiêu hao tinh nguyên tôn giả sao điều tiếc muối là hai thiên sát nhập đạo ngân thiên đạo hội tụ hoàn cảnh đột biến khiến ta không thể không triệt tiêu chấn vận thiên cung bằng không ưu thế của ta bây giờ sẽ còn lớn hơn nữa cử dương tiên tôn rút chấn vận thiên cung đi thật ra cũng là bất đắc dĩ chấn vận thiên cung tọa lạc bên trong hắc thiên thái cổ bản chất không ngừng trải đạo ngân vận đạo chăm gia thiên địa vạn vật sinh linh biến hóa và vận chuyển từ đó biến khối hắc thiên thái cổ bên trên bắc nguyên thành địa bàn của cử dương tiên tôn để ông sử dụng lúc trước trong trận đại chiến sông nghịch lưu thiên đình đã tổ chức một đại quân viễn trinh đến bắc nguyên bị thiệt lớn bên trong hắc thiên thái cổ hơi vân nửa là chiến quả của chấn vận thiên cung hiện tại hai thiên thái cổ sát nhập giao hòa đạo ngân vận đạo do chấn vận thiên cung giải trước đó bị tai họa kịch biến trở nên rối loạn vỡ vụng nếu cưỡng ép bảo vệ số đạo ngân vận đạo này chống lại thiên đạo kịch biến toàn bộ chấn vận thiên cung sẽ bị tác động mà hủy diệt mấy ngày qua cử Dương Tiên Tôn vừa chữa thương vừa suy nghĩ thời cuộc đã có lý giải thấu triệt năm vực hai thiên lớn như vậy mặc kệ hoàn cảnh thay đổi như thế nào Trung Quy vẫn phải nhìn thắng bại của các vị tôn giả đối với cử Dương Tiên Tôn mà nói mặc kệ là tinh túc Tiên Tôn hay là luyện thiên ma tôn đều là cường địch trước nay chưa từng có trong thời gian ngắn cử Dương Tiên Tôn hoàn toàn không tìm được biện pháp tiêu diệt hai cường địch này chỉ có thể dốc toàn lực suy yếu bọn họ vượt lên trước chiếm thượng phong Tuy nguyên dồi dào chính là ưu thế của Cự Dương Tiên Tôn lợi dụng những ưu thế này ta có thể dẫn đầu luyện hóa tất cả đạo ngân vận đạo giữa thiên địa dựa trên cơ sở này ra tay với bất kỳ bên nào ta đều có thể chiếm được thượng phong một khi chiếm được thượng phong thiên đình hoặc phương nguyên đều sẽ bị trọng thương nếu không làm được điều này tiếp theo sẽ có phiền phức rất lớn trong lòng cự dương tiên tôn có cảm giác cấp bách bỏ lỡ giai đoạn trước không bắt lấy ưu thế một khi thời gian kéo quá lâu tinh túc tiên tôn thân là trí đạo sẽ bố cục càng sâu khó đối phó hơn còn có một điểm chính là ngàn vạn phòng bị tinh túc tiên tôn bí mật phục sinh tiên tôn khác của thiên đình về vần phương nguyên cũng như vậy bây giờ hắn là người ít tiên nguyên nhất một khi tiên nguyên dồi dào dựa theo tiêu chuẩn luyện đạo của hắn mà trắng trợ luyện chế tiên cổ thực lực nhất định tăng mạnh biến truyền theo từng ngày thành tôn luyện đạo nghĩ đến tuyên bố của phương nguyên cách đây không lâu cử dương tiên tôn không khỏi cao mày chương 3620, nguyên tắc và danh giới cuối cùng của phương nguyên 2. Cự Dương Tiên Tôn dự cảm được một luồng sức mạnh bắt nguồn từ bản thân Phương Nguyên xung kích toàn bộ giới cổ tiên. Luồng sức mạnh này khổng lồ như thế, trước nay chưa từng có. Đến mức Cự Dương Tiên Tôn cũng không ước đoán được rõ ràng tương lai sẽ vì Phương Nguyên mà thay đổi đến trình độ nào. Dù sao trong lịch sử cũng còn chưa có tôn giả luyện đạo, mà luyện đạo không giống các lưu phái khác, của tu tu hành theo ba phương diện, ngươi dùng luyện, luyện đạo độc chiếm một phương diện, đây chính là điểm đặc biệt mà các lưu phái khác không có. Thiên Đình, ồ, bên trong thạch thất kín đáo tinh túc tiên tôn bỗng dương phun ra mấy ngụm máu tươi tương thấy trong cuộc chiến phong ma quật đến nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn tinh túc tiên tôn tu hành trí đạo tinh đạo phương diện chữa thương không được như cự dương tiên tôn kiêm tu huyết đạo cổ tiên bị thương từ trước đến nay vô cùng phiền phức tôn giả cũng không ngoại lệ thiên đình không thiếu những thủ đoạn chữa thương yêu dị nhưng đối với tinh túc tiên tôn mà nói áp dụng được ít càng thêm ít bởi vì trên người nàng có quá nhiều đạo ngân trí đạo tinh đạo khiến cho thủ đoạn trị liệu của các lưu phái khác đều vô hiệu thủ đoạn nhân đạo là lệ riêng nhưng trước mắt thiên đình không có cường giả nhân đạo cấp bậc á tiên tôn điều này đã khiến cho tiêu chuẩn chữa thương của tôn giả, giả giảm xuống mức thấp nhất cho nên tinh túc tiên tôn ngoại trừ tự cứu gần như không còn biện pháp nào khác tiên nguyên hoàng hạnh còn 671 viên tinh túc tiên tôn khẽ cao mày vốn không còn nhiều trong trận chiến phong ma quật lại tiêu hao thêm một chút tương thấy trên người vẫn còn lưu lại muốn trị liệu xong tiên nguyên hoàng hạnh sẽ tiêu hao mãnh liệt lần nữa ta phải nghĩ đến việc luyện hóa đạo ngân bên trong thiên đình và đạo ngân trí đạo tự nhiên giữa thiên địa tinh túc tiên tôn tính toán rất chính xác tiên nguyên dự trữ của nàng cũng còn nhiều nhưng trí đạo từ trước đến nay đi một bước tính 10 bước tinh túc tiên tôn tính toán đương nhiên sẽ càng nhiều nhiều tiên nguyên dự trữ như vậy nhưng tương lai luyện hóa đạo ngân trí đạo bên ngoài lại không đủ tình huống của tinh túc tiên tôn khác với cự dương tiên tôn bên trong thiên đình ẩn chứa một kho đạo ngân trí đạo vô cùng khổng lồ như không thuộc về tinh túc tiên tôn bởi vì thiên đình đã chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên cho dù tinh túc tiên tôn cống hiến tiên khiếu của mình đạo ngân vốn thuộc về nàng đã bị thiên ý an mòn đồng hóa đương nhiên trong quá trình luyện hóa đạo ngân bên ngoài tiên khiếu của tinh túc tiên tôn cũng sẽ không ngừng sản xuất tiên nguyên cửu chuyển nhưng tinh túc tiên tôn cảm thấy quá trình này nguy cơ từ phía cử dương tiên tôn luyện thiên ma tôn vô cùng có khả năng tấn công đến cho nên dự trữ tiên nguyên càng nhiều càng tốt dự trữ của cử dương tiên tôn nhất định là nhiều nhất còn phương nguyên thì ít nhất nhưng tuyệt đối không thể xem thường hắn ngươi đàn ông này rất đặc biệt. Tinh túc tiên tôn nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy phức tạp. Trước đó Phương Nguyên có tuyên bố về đại ái tiên tôn, có thể nói là rúng động thiên hạ. Cử dương tiên tôn kiên kỵ là năng lực luyện đạo của Phương Nguyên, còn tinh túc tiên tôn thì chú trọng tính tình của Phương Nguyên hơn. Nhìn chung, trong 10 đại tôn giả trong lịch sử, khí động nguyên thủy tiên tôn rộng lớn, vô cực ma tôn xì đạo, u hồn ma tôn hiếu sát, cùng man ma tôn cổ giã, nguyên liên tiên tôn lạnh nhạt, đạo thiên ma tôn cố chấp nhưng bất kể nói như thế nào, mỗi tôn giả đều có sự ngông nghênh của mình còn luyện thiên ma tôn phương nguyên thì sao tinh túc tiên tôn hơi nhau mắt lại nàng chưa bao giờ nhìn thấy một vị tôn giả nào như vậy quả thật không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không cần thể diện trực tiếp đổi trắng thay đen nói dối còn nói đến chững chặn đàng hoàng nghĩ chính ngôn từ cái gì là đại ái tiên tôn tinh túc tiên tôn vô cùng khẳng định cái danh xưng này chỉ là lời nói một bên của phương nguyên nhằm đạt được mục đích của bản thân hắn nếu người trong thiên hạ có thể cải tà quy chính Phương Nguyên tuyệt đối là người có khả năng thấp nhất. Chỉ cần hắn cảm thấy có thể ra tay, hắn nhất định sẽ ra tay, mặc kệ đổ sát bao nhiêu người vô tội. Đến lúc đó, cái gì tuyên bố đại ái tiên tôn đều sẽ bị hắn ném ra sau đầu, giống như thả dám. Nhưng nếu hắn cảm thấy cải tà quy chính có lợi, hắn nhất định sẽ có tuyên bố tư tự mà không hề có chút liêm sỉ nào. Tinh túc tiên tôn xem như biết rõ Phương Nguyên. Nếu như nói người này có nguyên tắc, như vậy nguyên tắc của hắn chính là không có ranh giới cuối cùng. Nếu như nói người này có điểm mấu chốt như vậy ranh giới cuối cùng của hắn chính là không có nguyên tắc hắn quả thật là một tên vô sỉ nhưng khi tinh túc tiên tôn nhức đầu cái đầu vô sỉ này đã thành tôn càng làm cho tinh túc tiên tôn cảm thấy khói tam chính là cái đầu vô sỉ thành tôn này lại nhìn rõ lòng người đến sâu tận xương tủy hành động lần này của hắn tất nhiên sẽ dẫn đến sóng to gió lớn trong toàn bộ giới cổ tiên sau đó là tụ tập cùng đi theo tiên cổ có dụ hoặc rất lớn cho dù nhất thời không cách nào tin tưởng chắc chắn sẽ có cổ tiên mạo hiểm ra tay một khi phương nguyên cho thấy thành ý trong giai đoạn đầu toàn bộ giới cổ tiên năm vực sẽ dần dần lân hãm ngay cả thiên đình cũng sẽ không may mắn thoát khỏi tinh túc tiên tôn cười khổ tây mạc sa mạc đang yên tĩnh đột nhiên nổ tung lên bụi đất tung bay một con hung thú to lớn bỗng nhiên từ dưới đất chui lên con hung thú này hình thể như con mãng xà đầu cá sấu sáu chân giống như ưng